Đại sư Hư Vân viên tịch ở tuổi 120, di ngôn đến nay vẫn chưa ai hiểu được. Được mệnh danh là Trung Hoa đệ nhất cao tăng, cuộc đời của Hư Vân đại sư chứa đầy những huyền thoại. Dù đã viên tịch hơn 60 năm, nhưng ông vẫn được xem là một tấm gương sáng của Phật giáo. Trong giới Phật giáo Trung Hoa, có bốn vị đại sư rất nổi tiếng cả trong và ngoài nước. Đó là Hư Vân đại sư, Thái Hư đại sư, Hoằng Nhất đại sư và Ấn Quang đại sư. Trong đó, đại sư Hư Vân thọ 120 tuổi. Ông đã trải qua 4 triều đại và sở hữu 15 đạo trường trong đời, và có vai trò rất lớn đối với sự phục hưng của Tiền Tông và Phật giáo Trung Hoa hiện đại. Câu chuyện xuất gia của Hư Vân đại sư. Đại sư Hư Vân sinh ra ở Tuyền Châu, Phúc Kiến. Mẹ của ông đã ngoài 40 tuổi mà chưa thể có con, nên đã đến miếu Quan Âm cầu tự. Theo hồi ức của cha ông, vào một đêm trước khi mẹ của người mang thai, cha và mẹ ông đã cùng mơ thấy một trưởng lão đầu đội Quan Âm đang cưỡi trên một con hổ. Sau đó thì họ liền giật mình tỉnh giấc. Cả hai người đều tin rằng con của họ sau này sẽ là một đứa trẻ phi thường. Tuy nhiên, trong lúc sinh ra Hư Vân đại sư, mẹ của ông đã qua đời vì băng huyết quá nhiều. Theo dân gian truyền lại, vì đại sư Hư Vân sinh ra chỉ là một bọc thịt, nên mẹ của ông sau khi nhìn thấy đã sợ hãi và ngất xỉu tại chỗ. Bà mất máu quá nhiều và qua đời. Đại sư Hư Vân được người vợ lẽ trong nhà nuôi dưỡng từ khi còn bé. Vì là đứa con cổ tự duy nhất trong gia đình, nên mọi người đối xử với ông rất tốt. Không phụ sự kỳ vọng của mọi người, từ nhỏ Hư Vân đại sư đã rất thông minh. Ông có khả năng học và ghi nhớ rất nhanh, nhưng ông vẫn cảm thấy không hài lòng và muốn học hỏi nhiều hơn nữa những điều mới mẻ. Năm 17 tuổi, trong lúc gia đình đang cử hành tang lễ, ông nhìn thấy một nhóm nhà sư đang hành lễ và đột nhiên cảm thấy tràn đầy mong muốn được giống như họ. Cuối cùng, ông đã tìm được thứ mình muốn theo đuổi. Kể từ đó, ông bắt đầu nghiên cứu Phật Pháp mỗi ngày. Nhưng những kiến thức mà ông học được từ sách không thể đáp ứng nhu cầu của ông ấy. Đại sư Hư Vân đã đi vào con đường tu tập Phật Pháp bất chấp sự ngăn cản của gia đình. Ông thậm chí còn muốn đến được vùng thánh địa Phật giáo, vì chỉ có ông là người con độc nhất. Nên lúc đó, để ngăn đại sư Hư Vân quy y cửa Phật, cha của ông ấy đã đặc biệt sắp xếp cho ông một cuộc hôn nhân cùng hai cô gái là Điểm Thị và Đàm Thị để giữ gìn hương quả. Tuy đã kết hôn, nhưng đại sư vẫn giữ trai giới, thân tâm thanh tịnh và thường giảng Phật Pháp cho hai người vợ ấy cùng nghe. Một năm sau, Hư Vân đại sư đã từ bỏ cuộc sống hiện tại để đến chùa Dũng Tuyền vào một đêm tối để xuất gia và đặt pháp danh cho mình là Cổ Nham. Nhưng Hư Vân đại sư cảm thấy rằng việc làm của mình xấu hổ với cha mẹ đã phụ lòng họ khi bản thân là con trai độc nhất. Để báo đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của họ, ông đã đi từ núi Phổ Đà đến núi Ngũ Đài để cầu siêu cho cha mẹ, phát nguyện thực hành tam bộ nhất bái. Chuyến hành trình này mất đến 23 tháng. Cuộc đời tu hành của Trung Hoa đệ nhất cao tăng. Sau khi tu học trong chùa hơn 30 năm, ông cảm thấy vẫn chưa đủ vì trong chùa không thể giúp ông hiểu hết về đạo Phật. Vậy nên ông quyết định sẽ ra ngoài du hành và nghiên cứu Phật Pháp trên khắp đất nước, lấy việc học Phật giáo làm mục tiêu cả đời. Trên con đường bôn ba của mình, Hư Vân đại sư vừa học Phật Pháp vừa hoằng pháp. Điều này có nghĩa là, tuy ông theo đuổi Phật Pháp nhưng cũng không quên giúp đỡ bách tính trong thiên hạ, lấy lòng từ bi đối đãi với thế gian. Hư Vân đại sư đã một mình ngao du nhiều nơi. Mặc dù đã trải qua vô số khó khăn, nhưng ông vẫn không ngừng khát khao tu hành. Vào một đêm tháng 12, vì lúc đó đã quá muộn, nên đại sư Hư Vân chỉ có thể qua đêm trong một túp lều gần đó. Điều không ngờ là đêm đó tuyết rơi dày đặc, chặn mất lối ra. Trong lều lại không có thức ăn. Mãi đến ngày thứ 6, Hư Vân đại sư cuối cùng cũng không thể chống cự mà ngất đi. Nhưng may mắn là ông đã được một người ăn mày đi ngang qua phát hiện và cứu sống. Đại sư tin rằng người ăn mày này là hóa thân của Văn Thù Bồ Tát. Có lẽ tình yêu sâu sắc của đại sư Hư Vân đối với Phật giáo đã khiến Bồ Tát cảm động. Quãng thời gian du hành của Hư Vân đại sư cùng lúc với thời đại chiến tranh liên miên khiến dân chúng lầm than. Trên đường đi, đại sư cũng gặp nhiều người dân lưu lạc, và mặc dù cũng thường phải ngủ ngoài trời, nhưng ông luôn cố gắng hết sức để giúp đỡ họ. Một lần Hư Vân đại sư đi ngang qua một nơi và biết được rằng có thổ phỉ muốn chiếm đóng ngôi làng địa phương. Ông đã chủ động thuyết pháp và khai thông tư tưởng của bọn thổ phỉ, cứu dân làng khỏi thảm họa.
Hư Vân Đại Sư cũng thành lập Phật đường ở nhiều nơi và tự tay bồi dưỡng một số người có năng lực. Chính vì điều này, Đại Sư đã được người đời phong cho danh hiệu Đệ Nhất Cao Tăng. Vào cuối triều đại nhà Thanh, Từ Hy Thái Hậu trên đường chạy trốn và đã đưa theo Hư Vân Đại Sư với hy vọng có được sự bảo hộ của ông. Trên đường chạy trốn, Hư Vân Đại Sư nhìn thấy khắp nơi đói khát, thi thể chất chồng. Thậm chí có nhiều người còn bán cả con mình để lấy cái ăn, nên ông đã xin Từ Hy Thái Hậu mở kho phát lương thực cho người dân địa phương. Nhưng không ngờ lại bị Từ Hy Thái Hậu từ chối. Trong cơn tuyệt vọng, ông không còn lựa chọn nào khác ngoài việc vận động các thương nhân giàu có ở địa phương, giúp đỡ các nạn nhân và cống hiến chút sức lực ít ỏi của mình cho người dân địa phương. Trong những lúc trận chiến diễn ra hết sức tàn khốc, Hư Vân Đại Sư đã đọc kinh hàng ngày để cầu nguyện cho binh lính được bình an, đồng thời quyên góp tất cả tiền và lương thực tiết kiệm được cho quân đội. Cũng chính vì điều này mà người đời biết rằng Đại Sư Hư Vân có tấm lòng quan tâm đến chúng sinh. Không chỉ như vậy, Đại Sư còn sống một cuộc sống rất tiết kiệm, chưa từng phàn nàn về việc ăn uống. Bất kể đồ ăn có ngon hay không, ông cũng đều coi trọng từng món ăn, ăn uống vô cùng thanh đạm. Theo ông, một người trong đời này ăn bao nhiêu cơm, mặc bao nhiêu đồ đều là số mệnh đã định, vậy nên phải quý trọng. Nếu không biết trân quý thì thật lãng phí một đời người. Cả đời Đại Sư Hư Vân cũng chỉ có một bộ quần áo, trời nóng thì cởi áo khoác, trời lạnh thì mặc vào. Cứ như vậy, ông đã vá đi vá lại và mặc chúng. Vị Trung Hoa đệ nhất cao tăng này không quan tâm đến sự sống và cái chết, cũng không bị ảnh hưởng bởi những thứ bên ngoài. Đây chỉ có thể là ranh giới cao nhất của tu hành. Cho dù bị lính Tây chĩa súng vào mình, tâm ông vẫn không hề lay chuyển. Ông còn nói, nếu như ông được sắp đặt phải bỏ mạng tại đây, thì xin hãy cứ bắn. Thái độ thản nhiên như vậy thực sự khiến bọn lính sững sờ tại chỗ. Người đời công nhận rằng ít người có thể sánh ngang với trình độ tu hành của Đại Sư Hư Vân. Vào một đợt cuối năm gió tuyết bao phủ dày đặc trên núi, Hư Vân Đại Sư bắt đầu nấu một nồi cơm và ngồi thiền bên cạnh bếp lửa. Cho đến khi năm mới, những ẩn sĩ gần đó đến chúc Tết Đại Sư Hư Vân, nhưng họ không tìm thấy ai. Sau khi tìm kiếm một lúc lâu, họ thấy rằng Đại Sư Hư Vân đang ngồi thiền và hỏi ông đã ăn cơm hay chưa. Đại Sư đáp rằng cơm vẫn còn trong nồi, chắc đã chín rồi. Khi họ mở nắp nồi ra thì phát hiện cơm trong nồi đã đông cứng như đá. Đại Sư Hư Vân đã trải qua quá trình tu hành của mình trong một thời tiết đầy mưa gió và bão tuyết. Vào năm 1951, lúc đó Trung Quốc vừa được giải phóng. Thời cuộc còn loạn lạc, những cán bộ địa phương và dân quân đã bao vây chùa Vân Môn, bắt giam tất cả các nhà sư trong chùa và dùng thanh sắt đánh đập họ, buộc họ phải khai ra nơi cất giấu vàng bạc, châu báu trong chùa. Một số nhà sư già còn bị đánh đến mức gãy xương sườn. Đại Sư Hư Vân sau khi nhập thiền cũng bị đánh nhiều lần mà không hề hấn gì. Những tên cán bộ và dân quân cảm thấy kỳ quái, liền không dám đánh nữa. Cho đến khi sự việc này truyền ra ngoài, các nhà sư của chùa Đại Giám đã hợp nhất với các đồng môn từ khắp nơi trên thế giới để giải cứu Đại Sư Hư Vân. Trong mấy năm cuối ở chùa Vân Văn, Đại Sư vẫn giảng giới mỗi ngày. Năm 1959, Hư Vân Đại Sư cảm thấy vận mệnh của mình đã cạn, nên nói với tất cả đệ tử rằng ông rất biết ơn sự học tập Phật giáo của mọi người và sự tín nhiệm giao phó cho ông làm thị giả. Sau khi ông viên tịch, nhất định phải hỏa táng và rắc tro của ông xuống nước để hòa cùng với cá dưới nước. Hư Vân Đại Sư cũng phó thác họ phải tôn trọng Phật Pháp và luôn duy trì ý định học Phật giáo như lúc ban đầu. Đại Sư Hư Vân qua đời vào ngày 13 tháng 10 cùng năm. Trước khi mất, ông đã để lại một chữ giới trong di chúc, khiến mọi người phải suy nghĩ và học tập. Sau khi tổ chức tang lễ và cử hành trả tỳ, thu được hơn 100 viên xá lợi tinh khiết, đủ màu sắc, như minh chứng cho cuộc đời tu tập chứng ngộ, công hạnh diệu kỳ của Đại Sư. Hư Vân Đại Sư đã sống 120 năm trên đời, và cuộc đời của ông chứa đầy những huyền thoại. Cho dù đó là trên đường tu luyện hay đối mặt với sự đau khổ của người dân, tấm lòng từ bi chân thành của Đại Sư Hư Vân lại càng không gì sánh bằng. Những đóng góp mà ông đã làm trong cuộc đời này luôn được mọi người ghi nhớ mãi mãi. Hai vị tỷ kheo ni sẵn sàng buông bỏ tiền tài và địa vị, một lòng hướng Phật. Cuộc sống của chúng ta mỗi ngày xoay quanh việc học tập, làm việc, dựng vợ gả chồng, kiếm sống mưu sinh, kiếm càng nhiều thì lại càng tốt. Người nghèo với cuộc sống khốn khổ muốn vươn lên, người giàu thì tìm cách giàu hơn hoặc kiếm cho mình một địa vị xã hội phải khiến mọi người trầm trồ. Tất cả như một bộ phim cung đấu, không ngừng tranh giành, không ngừng phát triển.
Thế nhưng hai người phụ nữ dưới đây lại khiến nhiều người phải suy nghĩ. Liệu rằng trên đời, thứ gì là quan trọng nhất? Trên sườn đồi này có rất nhiều hang động lớn nhỏ được dùng để tu hành, và cũng có nhiều hành giả trong đó. Đây đều là những người tu hành tại gia hoặc đã xuất gia. Trong đó một số người đã sống ở đây nhiều năm, nhưng một số khác lại mới đến đây được vài tháng. Vị nữ học viên này đã theo sư phụ của mình tu hành được hơn 10 năm. Các học viên cùng tu tập với bà cũng đến từ nhiều nơi xa xôi khác nhau. Hằng ngày họ đều sống một cuộc sống nhập thất nghiêm ngặt dưới sự hướng dẫn của sư phụ. Khi được hỏi rằng bản thân bà định ở đây bao lâu, bà chỉ nhẹ nhàng trả lời rằng mọi chuyện diễn ra còn tùy vào duyên số. Hang động này là một nơi tu hành yên tĩnh mới mà bà vừa đến được 3 tháng. Cuộc sống của bà và những học viên nơi đây luôn tràn đầy sự thành kính và hiến dâng. Mỗi ngày bà đều thức dậy lúc 5 giờ sáng và bắt đầu lạy theo câu chú trên tường. Khi đến đây, bà đã lập lời nguyện rằng sẽ lạy đủ 10 vạn lần mới có thể xuất quan. Theo lời kể, vị nữ học viên này đến từ Giang Tây và hai vợ chồng bà đều làm kinh doanh. Gia đình họ đã kinh doanh ở Thượng Hải trong nhiều năm và trở nên giàu có. Với sự tự do thoải mái về kinh tế cùng một gia đình hòa thuận, cuộc sống của họ có vẻ hoàn hảo. Nhưng một cơ duyên ngẫu nhiên đã khiến cuộc sống của bà có một bước ngoặt lớn. Trong một lần tại núi Cửu Hoa, bà đã gặp một vị đạo sư Tây Tạng với gương mặt từ bi và ngập tràn hạnh phúc. Nụ cười của ông đã mang lại cho bà cảm giác thư giãn và bình yên chưa từng có. Và cuộc gặp gỡ này đã thay đổi quỹ đạo cuộc đời bà. Rời bỏ cuộc sống thành phố xô bồ nhộn nhịp, bà quyết định quy y theo vị đạo sư này và đến nơi đây. Đối với bà mà nói, bỏ lại sự nghiệp kinh doanh đang phát triển của mình chỉ là một việc nhỏ. Rời bỏ gia đình hòa thuận của mình để đến hang động này và ở đây hơn 10 năm mới chính là duyên phận. Bà nói rằng lợi ích lớn nhất của bà khi đến đây là có thể học cách trở nên kiên trì hơn, khiến nội tâm của mình ngày càng vui vẻ, thoải mái. Không giống như cuộc sống đời thường luôn bị quấy rầy bởi những phiền nhiễu và ràng buộc thế gian. Ở nơi đây, bà đã nhìn thấu được sự vô thường của cuộc sống, nhận ra tất cả những rắc rối thế tục và học được cách khiến nội tâm của mình trở nên yên bình, cầu nguyện cho gia đình và tất cả mọi người bình an. Những người tu hành ở đây hạn chế tối đa các nhu cầu thiết yếu hàng ngày. Hầu hết họ đều tự nấu ăn, chỉ ăn một bữa và lặp lại cuộc sống tu hành giống nhau mỗi ngày. Những người bên ngoài nhìn vào có thể cảm thấy cuộc sống của họ rất khó hiểu, nhưng các học viên này đã từ bỏ đúng sai và sự hưởng thụ vật chất. Vô số hang động nơi đây không chỉ đóng vai trò là chỗ trú ẩn cho những người tu hành, mà còn là ngôi nhà sưởi ấm tâm hồn và biến đỗ cho tinh thần của họ. Những hang động này giống như một đường hầm không gian và thời gian. Khi những học viên bắt đầu tu hành ở nơi này, họ sẽ có cảm giác như bước vào một thế giới khác. Dù thời gian có trôi qua bao lâu đi nữa, họ vẫn giữ được khuôn mặt điềm tĩnh cùng sự bình yên nội tại trong tâm hồn mình. Nếu như vị tu sĩ này sẵn sàng bỏ hết thành quả nhiều năm kinh doanh của mình một lòng hướng Phật, thì Ni Sư Long Liên là một người có cuộc đời tu hành huyền thoại trong Phật giáo Trung Quốc đương đại. Bà là vị tỳ kheo ni đầu tiên được công nhận ở Trung Quốc lúc bấy giờ. Đây là sự công nhận hiếm hoi của công chúng, vì lòng ngưỡng mộ đối với một tỳ kheo ni đã đạt được những thành tựu to lớn trong cuộc đời. Là người phụ nữ nổi tiếng nhất vùng Ba Thục, tài năng và dung mạo xuất sắc của bà luôn được mọi người đánh giá cao. Tuy nhiên, khi đang ở thời kỳ đỉnh cao, bởi bà là ứng cử viên nằm trong danh sách vàng có cơ hội trở thành nữ huyện trưởng, Long Liên Pháp Sư lại đột nhiên đưa ra quyết định xuống tóc xuất gia và trở thành một tỳ kheo ni. Long Liên Pháp Sư sinh ngày 2 tháng 5 năm 1909 trong một gia tộc họ Du ở thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên. Du gia cả ba đời đều dạy học, xứng đáng với tên gọi gia đình học giả. Vì sức khỏe yếu và hay bệnh tật, bà được đặt tên là Du Vĩnh Khang, nghĩa là khỏe mạnh an khang. Lúc đó không ai ngờ rằng, đến hơn 20 năm sau, cái tên Du Vĩnh Khang sẽ lan rộng khắp các con phố và ngõ hẻm của thành đô. Ông ngoại bà xuất thân từ một gia đình giàu có thời Quang Tự, và từ nhỏ, Du Vĩnh Khang rất thích sống trong nhà ông ngoại của mình. Vốn là đứa trẻ thông minh, có tài năng thiên bẩm, bà đã được ông ngoại dạy thông thạo các từ ngữ thơ ca Trung Quốc.
Năm 3 tuổi, Vĩnh Khang đã có thể đọc lưu loát các loại thơ cổ. Tuy chưa đến trường, nhưng bà vô cùng thông thạo kiến thức về lịch sử và địa lý Trung Quốc. Từ nhỏ, Vĩnh Khang thường cùng mẹ và bà của mình đến chùa cung bái. Mỗi tối thì tụng kinh ở nhà. Năm lên 11 tuổi, trong một lần tình cờ gặp được Pháp Sư Đại Dũng với thân hình cao lớn trong chiếc áo cà sa màu vàng, bà đã bị thu hút bởi hình ảnh uy nghiêm trang trọng và mong ước rằng một ngày nào đó bà sẽ khoác lên mình chiếc áo cà sa màu vàng tương tự. Năm 13 tuổi, du Vĩnh Khang được thừa hưởng kho sách của tổ phụ. Tại đây, bà đã tìm thấy và đọc rất nhiều sách kinh. Điều này để lại ấn tượng sâu sắc và từ đó trở đi, bà bắt đầu ăn chay, trở thành một tín đồ trung thành của Phật giáo. Thời gian trôi nhanh, đến đầu những năm 1940, lúc này Du Vĩnh Khang bắt đầu trở nên nổi tiếng ở Tứ Xuyên. Do bà cải trang thành nam giới và xuất sắc đứng đầu cả ba kỳ thi công chức được tổ chức tại tỉnh Tứ Xuyên vào thời điểm đó. Sau khi thân phận nữ giới của bà bị phát hiện, cái tên Du Vĩnh Khang trở nên nổi tiếng khắp cả nước. Mọi người cùng nhau khen ngợi vùng đất Ba Thục lại xuất hiện một người phụ nữ tài năng hiếm thấy trong vòng một thế kỷ qua. Sau đó Du Vĩnh Khang lại tham gia một cuộc thi để tuyển chọn huyện trưởng và đứng đầu danh sách. Tuy nhiên khi tất cả đều nghĩ rằng bà có cơ hội cao để trở thành nữ huyện trưởng, thì Du Vĩnh Khang lại đột ngột từ bỏ thế giới phàm trần, kiên quyết đi theo con đường Phật giáo và đến Ái Đạo Đường ở Thành Đô để xuống tóc. Việc Du Vĩnh Khang xuất gia tu hành gây náo động một thời, nhưng cha bà chỉ có thể ngầm bằng lòng trong sự tiếc nuối với lựa chọn của con gái. Cuối năm 1941, Học viện Văn học Thành Đô tổ chức lễ phong cho Du Vĩnh Khang sau khi xuất gia thành Tỳ Kheo Ni với pháp hiệu Long Liên. Tài năng và sự tu tập của bà đã nhanh chóng trở nên nổi bật. Đầu năm 1942, Pháp sư Trang Viên đã thành lập Viện Tôn Nữ Tông Liên và mời bà làm người cai quản. Mặc dù mới xuất gia 2 tháng, nhưng Long Liên đã được giao trọng trách quan trọng như vậy. Đây là điều cực kỳ hiếm thấy, nhưng Pháp sư Trang Viên tin tưởng khả năng và kỹ năng của bà đã hoàn toàn đủ tư cách cho vị trí này. Với kiến thức, sự hiểu biết và trí tuệ vượt trội, bà đã có thể giảng dạy kinh Phật. Không những vậy, Pháp sư Long Liên còn không ngừng học hỏi mọi thứ từ thơ ca đến y học Trung Quốc, từ nhiều vị thầy nổi tiếng. Trong đó, người có ảnh hưởng lớn nhất đến bà có thể là thầy Nại Hải Thượng. Bà trở thành đệ tử thân thiết của ông và theo thầy đi học khắp nơi. Thầy Nại Hải Thượng đã dạy bà những giáo lý yoga mật tông cao nhất trong hộ pháp. Điều đó giúp bà trở thành vị tỳ kheo ni duy nhất được truyền đạt kiến thức tối cao từ vị đạo sư vĩ đại này. Năm 1985, Viện Phật giáo Ni đầu tiên ở Trung Quốc được thành lập và Pháp sư Long Liên được giao nhiệm vụ quan trọng là trở thành hiệu trưởng của Ni viện. Đối với học viện này, bà dành rất nhiều kỳ vọng rằng những thế hệ xuất sắc sau này sẽ xuất hiện từ đây. Với tư cách là viện trưởng, Pháp sư Long Liên có những yêu cầu rất nghiêm ngặt đối với nội quy của viện. Mỗi ngày các học viên sẽ thức dậy lúc 5 giờ sáng, dọn dẹp sân viện. Lớp học sẽ được chia thành lớp buổi sáng và buổi tối. Mọi người cùng nhau tụng kinh, đọc sách và trồng hoa. Cuộc sống hàng ngày cứ như thế trở thành quy luật. Cho đến năm 90 tuổi, Pháp sư Long Liên vẫn còn khỏe mạnh. Bà thường thuyết giảng tại Ái Đạo Đường và tham gia nhiều nghi lễ khác nhau. Khi được hỏi về lý do tại sao bà lại chọn con đường tu hành Phật giáo, Pháp sư Long Liên nói rằng đây không phải là điều mà người trong gia đình bà có thể hiểu được. Từ nhỏ bà đã cảm nhận được tâm tính của mình có phần man dợ nên cần độ hóa, mặc dù bà chưa từng thể hiện điều đó ra ngoài. Ngày 9 tháng 1 năm 2006, Pháp sư Long Liên qua đời thanh thản tại Ái Đạo Đường của Thành Đô, thọ 97 tuổi. Bà đã để lại 219 viên xá lợi, phần lớn chúng được cất giữ trong các bảo tháp ở nhiều nơi. Những xá lợi này tượng trưng cho thành quả tu hành của Pháp sư Long Liên. Ngoài ra, sự tiếp nối trí tuệ ở những thế hệ sau cũng là kỷ vật tốt nhất cho sự cống hiến và tu hành suốt đời của bà. Bí ẩn về yogi nổi tiếng nhất Ấn Độ với vẻ ngoài không tuổi. Được mệnh danh là một trong những người hướng dẫn yoga nổi tiếng nhất Ấn Độ, một yogi trường sinh và là nhà thông thái sống trên một ngọn núi. Ông ấy có đôi mắt sáng như một vị thần, tỏa ra một vẻ đẹp như đến từ thế giới khác. Có phải bạn nhìn thấy một thanh niên cường tráng mới ngoài 30 trong video hay không? Sự thật là ông ấy đã 90 tuổi. Gương mặt ông đã ngưng lão hóa kể từ rất lâu. Quanh năm suốt tháng,
ông ấy chỉ sống ở một hang động nằm sâu trong rừng cùng với một con rắn. Người ta truyền tai nhau rằng ông có thể giao tiếp thân thiện với bất cứ loại dã thú nào, mặc dù chúng có thể làm hại ông. Nhưng chớ trêu thay, một người đáng kính như vậy cuối cùng lại bỏ mạng dưới tay con người. Theo Wali Baba, được mệnh danh là người đàn ông dạy yoga điển trai nhất Ấn Độ, ông được người dân Ấn Độ vô cùng tôn thờ và kính trọng. Cho đến tận ngày nay, ông vẫn nhận được nhiều sự tôn kính từ khắp nơi trên thế giới. Theo Wali Baba, sinh ra trong một gia đình nông dân, không ai biết chính xác ngày sinh của ông ấy. Chỉ biết rằng ông sinh ra vào khoảng năm 1884. Ông ấy chưa bao giờ đọc một quyển sách nào. Phần lớn thời gian của ông là dành để giúp đỡ cha mẹ công việc đồng áng. Năm lên 8 tuổi, ông ấy bắt đầu thể hiện đam mê thiền định của mình, và trong lúc rảnh rỗi, ông ấy sẽ tìm những nơi yên tĩnh để tập trung tập luyện. Vào thời điểm trưởng thành, theo Wali Baba đã sở hữu một thân thể mạnh mẽ cường tráng. Sau khi được mọi người động viên, ông bắt đầu ghi danh nhập ngũ. Nhưng theo Wali Baba lại phát hiện rằng mình không thích cuộc sống quân ngũ. Sau 2 tháng thực hiện nghĩa vụ quân sự, ông đã rời khỏi quân đội để theo đuổi một lối sống ẩn dật, giống như yoga. Theo Wali Baba đã gặp được một đạo sư ở Ấn Độ và bắt đầu luyện tập yoga dưới sự hướng dẫn của vị đạo sư này. Sau 3 tháng luyện tập, ông nghĩ rằng đạo sư có quá nhiều đệ tử. Thêm vào đó, những tiếng ồn được tạo ra từ hàng chục con bò ở khắp mọi nơi đã khiến cho ông bị một sự xáo trộn tinh thần khá lớn. Vì vậy, theo Wali Baba đã quyết định rời đi để tìm một nơi ẩn náu hẻo lánh hơn. Sau nhiều tháng ngày tìm kiếm, theo Wali Baba đã tìm được một nơi mà ông cho rằng nó là nơi lý tưởng để thiền định. Đó là núi Kẹt. Tuy nhiên nơi đây lại có quá nhiều du khách và quá nhiều sự can thiệp từ người dân xung quanh. Vì vậy, sau một thời gian ngắn ở lại Kẹt, một lần nữa, ông lại phải bắt đầu hành trình tìm kiếm nơi ẩn náu lý tưởng. Cuối cùng, theo Wali Baba đã tìm thấy một nơi cho ông cảm giác yên bình. Nhưng không lâu sau, ông lại cảm thấy nơi này khá bất tiện, bởi thức ăn và nước uống nơi đây rất khó kiếm. Hạn chế này khiến theo Wali Baba khó có thể thiền được trong một thời gian dài. Ông đã ngồi rất lâu bên dòng sông Hằng và suy nghĩ rằng mình phải đi đâu để có thể tìm được nơi tốt nhất để học hành và tập luyện. Vài ngày sau, trực giác mách bảo theo Wali Baba tìm đến một ngọn núi, và tại đó ông đã tìm được một người đàn ông sống trong hang động. Một ông lão có dáng người gầy guộc với mái tóc dài rời khỏi nơi đang ngồi và đến bên cạnh theo Wali Baba, sau đó nói với anh rằng hang động hoàn hảo này là dành riêng cho theo Wali Baba. Ông lão bí mật chỉ cho theo Wali Baba một lỗ hổng được niêm phong bởi một tảng đá nằm bên trong. Hang động này bị cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài, và theo Wali Baba thỉnh thoảng chỉ cần đi kiếm một số thức ăn trong khu rừng xung quanh. Vì mỗi ngày ông thiền định trong thời gian rất dài, nên lượng thức ăn cần tiêu thụ là rất ít. Thức ăn tìm được một lần có thể dự trữ cho theo Wali Baba đủ ăn trong vài ngày. Mỗi ngày trừ những thời gian ăn uống nghỉ ngơi, theo Wali Baba lúc nào cũng ở trong trạng thái thiền định. Ông dành khoảng thời gian 2 tiếng để đi bộ một quãng đường dài khoảng 10 km như tập thể dục để rèn luyện sức khỏe. Công việc hàng ngày của ông đơn giản chỉ gồm việc thiền định, ăn uống, tập thể dục và dành thời gian tìm cách mở rộng hang động. Những người ở khu vực xung quanh thỉnh thoảng vào rừng hái lượm sẽ thấy Wali Baba xuất hiện từ trong hang động. Tin tức về một hành giả yoga xuất hiện trong hang núi được lan truyền nhanh chóng. Một đồn 10, 10 đồn 100. Dòng người hành hương bất tận bắt đầu đến thăm, khiến theo Wali Baba bị ảnh hưởng rất nhiều và phải đưa một thông báo nhờ mọi người có thể giới hạn thời lượng thời gian mà hành khách có thể gặp mặt và trò chuyện mỗi ngày. Đây là video còn sót lại duy nhất ghi lại bài giảng của Theo Wali Baba. Trong video, ông đeo một vòng hoa ở cổ, mái tóc tết gọn, đen dài, rũ xuống lưng và chạm đất. Xung quanh ông là một nhóm người đang chăm chú lắng nghe bài phát biểu tự nhiên và mạnh mẽ của Theo Wali Baba. Sau khi nghe hết bài giảng, mọi người bắt đầu đặt câu hỏi và Theo Wali Baba đã đưa ra tất cả câu trả lời. Khi nhắc đến Theo Wali Baba, một số người đã kể về phép lạ của ông ấy. Người ta nói rằng có 2 người từ Đức đã từng đến thăm Theo Wali Baba và hỏi ông một số câu hỏi về vũ trụ. Trước khi trả lời câu hỏi, Theo Wali Baba đã siết chặt tay, rồi sau đó từ từ thả tay ra. Bỗng, một tầm nhìn quy mô thiên thể xuất hiện giữa hai bàn tay dang rộng, khiến cho 2 người Đức cảm thấy kinh hoàng bởi những gì họ nhìn thấy. Sau đó, họ đã chạy xuống đồi và la hét dữ dội.
Một lần khác, một trong những đệ tử của Thewali Baba bị bệnh nặng, đầu đau như búa bổ. Ngay khi anh ta nghĩ rằng mình không thể sống nổi nữa, thì đã nhìn thấy Thewali Baba ngồi bên cạnh giường mình. Ông nhẹ nhàng đặt chiếc cốc lên trán. Sau đó, một chất lỏng màu trắng được hút ra khỏi đầu anh ấy và dâng đầy chiếc cốc. Sau đó, ông đã lập tức rời đi và người đệ tử này đã hoàn toàn khỏi bệnh. Một điều kỳ diệu nữa xảy ra khiến người đệ tử này không khỏi thán phục là Thewali Baba dễ dàng đi xuyên qua bức tường. Từ đó trở đi, câu chuyện về Thewali Baba có thể đi xuyên qua tường được mọi người tiếp tục lan truyền khắp Ấn Độ. Nhiều người cũng bị thuyết phục bởi những lợi ích mà yoga mang lại. Tuy nhiên, sự thật về những thông tin này vẫn chưa có bằng chứng cụ thể nào có thể chứng minh. Mọi người đều nói rằng Thewali Baba còn có thể giao tiếp với động vật. Ông có nuôi 2 con rắn bên mình và chúng hoàn toàn không có bất cứ hành động nào làm tổn hại đến ông ấy. Mặc dù những tin đồn này chưa được chứng minh, nhưng những người chỉ cần một lần tiếp xúc với Thewali Baba đều xác nhận ông ấy đúng là một người tuyệt vời. Từ ông tỏa ra một năng lượng vô cùng tích cực. Nhưng không may rằng, vào lúc 4 giờ sáng ngày 2 tháng 12 năm 1974, Thewali Baba đã bị sát hại bởi một gã tâm thần với động cơ hoàn toàn là vì ganh tị. Vào thời điểm đó, Wali Babaji rất nổi tiếng và tên sát nhân này nghĩ rằng một khi Thewali Baba không còn xuất hiện trên cõi đời này, tất cả mọi người sẽ quay về và thuần phục hắn. Những sách vở báo chí sẽ tập trung viết về hắn, người đã hạ sát Thewali Baba. Nhiều người cho rằng Thewali Baba đã biết rất nhiều về tên sát nhân này và cũng nhận thức rõ sự ganh ghét, đố kỵ của hắn ta ngay từ những năm 1971, 3 năm trước lúc ông bị sát hại. Thewali Baba đã nói với các đệ tử của mình rằng trong tương lai, ông sẽ bị giết dưới tay người đàn ông đó. Thậm chí 2 ngày trước khi sự việc xảy ra, Thewali Baba đã nhắc các đệ tử rằng linh cảm của ông từ 3 năm trước đã chuẩn bị ứng nghiệm. Nhưng các đệ tử không ngờ điều này thực sự xảy ra, thậm chí còn nhanh đến nỗi không kịp đề phòng. 2 ngày sau thông báo của ông, kẻ sát nhân mà ông dự đoán đã lấy mạng của Thewali Baba chỉ bằng một viên đạn. Cuối cùng, Thewali Baba được chôn cất ngay trong hang động nơi mình từng sinh sống và tu tập. Đến tận hôm nay, hàng nghìn tín đồ từ Ấn Độ và nhiều nước trên thế giới vẫn thường đến hang động này để viếng mộ Thewali Baba vào ngày 2 tháng 12 hàng năm để tưởng nhớ ông. Hiện tượng hóa hồng kỳ bí. Cao tăng qua đời, hóa thành cầu vồng biến mất trước mắt mọi người. Khi một cao tăng đắc đạo qua đời, sẽ hóa thành ánh sáng cầu vồng và biến mất ngay trước mặt mọi người. Đây không phải là hiệu ứng đặc biệt trong một tác phẩm điện ảnh truyền hình, mà là một sự kiện có thật đã xảy ra ngoài đời thực, còn gọi là hiện tượng hồng hóa. Nghĩa là khi một vị cao tăng đã tu luyện đến một trình độ nhất định và khi viên tịch thì có thể hóa cơ thể thành ánh sáng cầu vồng mà bay đi. Có nhiều video quay lại cảnh tượng hồng hóa lúc bấy giờ hiện vẫn còn được lưu giữ. Vào ngày 26 tháng 2 năm 2006, một vị cao tăng Phật giáo Tây Tạng là Rinpoche, A Tông Bạch Lạc, gọi điện cho một trong những đệ tử tục gia của mình, yêu cầu anh ta đến Hồng Kông và nói rằng mình có chuyện muốn nói. Người đệ tử tục gia này là ông Vương của hãng hàng không Hải Nam, sau khi nhận được điện thoại đã vội vã đến Hồng Kông ngay lập tức. Nhưng khi đến nơi, ông thấy rằng sư phụ A Tông Bạch Lạc đang ngồi thiền trên đệm, trong khi các đệ tử khác đang ngồi xung quanh bên dưới. Khung cảnh vô cùng trang nghiêm, như thể có chuyện gì đó quan trọng sắp xảy ra. Sau đó, ông Vương được cho biết rằng nguyên nhân của khói gấp gáp này là do sư phụ A Tông Bạch Lạc sắp qua đời và sẽ tọa hóa. Nhưng lúc này, trong lòng ông Vương tràn đầy nghi hoặc. Mặc dù A Tông Bạch Lạc được tín đồ tôn vinh là Phật sống, nhưng ông không phải là Phật thật, làm sao ông biết rằng mình sắp qua đời? Suy nghĩ mãi cũng không được, ông chỉ tìm một tấm nệm và lặng lẽ ngồi xuống. Nhưng chuyện tiếp theo xảy ra trước mắt khiến ông cả đời không thể nào quên được. Ban đầu sư phụ A Tông Bạch Lạc ngồi khoanh chân trên đệm nhìn rất bình thường. Nhưng một lúc sau, cơ thể của A Tông Bạch Lạc dần trở nên trong suốt và dường như sắp biến mất. Không lâu sau, cơ thể ông ấy trở nên hoàn toàn trong suốt rồi biến mất trước mắt của mọi người. Nếu không nhờ chiếc quạt lung công được đặt trước mặt A Tông Bạch Lạc trước đó, thật khó tin rằng có một người đã ngồi ở đây. Ở nơi ông ngồi, mọi người đã phát hiện thấy có một luồng ánh sáng trắng đỏ thoáng qua. Trùng hợp là vào ngày hôm ấy, một tờ báo ở Cửu Long Hồng Kông đã đăng một bức ảnh của nơi này. Trong đó là hình ảnh cầu vồng kép xuất hiện cực hiếm thấy. Lúc cầu vồng xuất hiện,
cũng chính là lúc Ngài A Tông Bạch Lạc qua đời. Có thể nói rằng đây là hiện tượng hồng hóa được ghi lại trong Kinh Phật. Nói một chút về hồng hóa, hiện tượng hồng hóa là chỉ việc một cao tăng trong lúc tu hành Phật Pháp đã đạt tới cảnh giới viên mãn. Khi cao tăng qua đời, cơ thể sẽ dần dần thu nhỏ lại hoặc biến mất. Cùng lúc đó, ánh sáng cầu vồng và những đám mây mang điểm báo của những điều tốt lành xuất hiện trên bầu trời. Tất cả những điều này trùng hợp với những cảnh xuất hiện cùng lúc A Tông Bạch Lạc qua đời. Tất nhiên, một sự kiện bí ẩn như vậy chắc chắn sẽ thu hút nhiều sự nghi ngờ. Có người nghi ngờ tính xác thực của những bức ảnh tại hiện trường và đã tiến hành một cuộc thử nghiệm để chứng minh rằng những bức ảnh đó có thể là giả. Anh ấy đã chuẩn bị một hộp cà phê dùng để mô phỏng cơ thể của Ngài A Tông Bạch Lạc, sau đó sử dụng chức năng tua nhanh chậm của máy ảnh gia đình. Khi hộp cà phê bị lắc nhanh, ảnh ảo của hộp cà phê sẽ xuất hiện. Dường như hộp cà phê cũng biến mất vào cõi cực lạc. Bằng cách so sánh hai bức ảnh, chúng ta thực sự có thể nhận thấy rằng có rất nhiều điểm tương đồng. Nhưng sự thật có đơn giản như vậy hay không? Nếu suy xét kỹ càng từ một góc độ khác, thì rõ ràng đây là lời giải thích chưa chính xác. Đầu tiên, A Tông Bạch Lạc nói rằng mình sắp viên tịch trước mặt mọi người. Trong khung cảnh nghiêm túc và trang trọng như vậy, liệu A Tông Bạch Lạc, người được xem như một vị Phật sống, có thể không ngừng lắc lư cơ thể của mình để tạo ra ảnh ảo được hay không? Nếu cảnh tượng đó xảy ra, thì tuyệt đối còn đáng xem hơn cả hồng hóa. Hơn nữa, trong cùng ngày còn có cầu vồng kép được đăng trên báo Cửu Long. Những dấu hiệu này chắc chắn là hoàn toàn giống với hiện tượng hồng hóa của cao tăng được mô tả trong Phật giáo Tây Tạng. Và điều này cũng khiến người ta không thể giải thích được. Tuy nhiên, hiện tượng hồng hóa của các cao tăng không chỉ xuất hiện ở Hồng Kông vào năm 2006. Ngay từ năm 1952, một chỉ huy của quân khu Tây Tạng cũng đã chứng kiến hiện tượng hồng hóa kỳ bí của một vị cao tăng tên là Tác Nam Lãng Kiệt. Một ngày nọ, ông nhận được lời mời từ vị cao tăng này nói rằng sẽ có một chuyến đi xa và hy vọng rằng vị tư lệnh có thể đến tiện ông một chuyến. Ban đầu ông nghĩ rằng ngày ấy sẽ đi du hành khắp thế giới để cứu độ tất cả chúng sinh, nên ông đã sẵn sàng đồng ý. Sáng sớm hôm sau, ông đưa lính canh đến ngôi chùa ấy để tiễn vị cao tăng. Khi bước vào bên trong, ông thấy tất cả mọi người trong chùa ngồi xung quanh, còn ngày ấy ngồi ở phía tây, tay gõ mõ, miệng niệm kinh Phật, trông không có vẻ gì là sắp đi xa. Sau khi hỏi các đệ tử mới biết, vị cao tăng này nói muốn đi xa, nghĩa là ông sắp viên tịch. Và đó chính là ngày hôm nay. Vị tư lệnh đột nhiên lấy lại tinh thần. Trước kia chỉ nghe câu chuyện cao tăng hồng hóa trong kinh sách và chuyện kỳ bí, nên tư lệnh vẫn còn nghi ngờ. Hôm nay đã có thể tận mắt chứng kiến. Thế là ông đã đứng trong tiền sảnh của ngôi đền cùng với các binh sĩ nhìn vào vị cao tăng sắp hồng hóa. Đợi đến khi tất cả các tu sĩ khác trong chùa đều có mặt, các đệ tử ngồi xung quanh cao tăng. Đầu tiên, mọi người nghe thấy một tiếng gầm giống như cổ họng ngài bị bóp nghẹt. Sau đó, ngài ngã xuống, khiến mọi người đều sững sờ. Một lúc sau, một tiếng gầm lại vang lên lớn hơn trước. Mọi người nhìn thấy vị cao tăng sống lại, từ chỗ ngồi đứng dậy. Mọi người sau khi hết sức kinh ngạc thì chỉ nghe thấy một tiếng động lớn khác như có rung bão nổi lên. Nơi vị cao tăng vừa ngồi lúc này trống không. Sự hồng hóa của ngày ấy chỉ kéo dài vài chục giây. Ngay lúc này, một đám mây đỏ xuất hiện trên bầu trời và bay hướng tây. Có người đã cẩn thận kiểm tra nơi mà vị cao tăng vừa ngồi, không thấy có bất kỳ dấu vết nào. Dường như chưa từng có ai ngồi ở đó cả. Điều bất ngờ xảy ra trước mắt khiến những người có mặt cảm thấy không tin vào mắt mình. Nhưng những hiện tượng biến mất hoàn toàn của cơ thể chỉ là một biểu hiện của hiện tượng hồng hóa. Theo ghi chép của Phật giáo Tây Tạng, thực sự còn có một phương pháp hồng hóa, trong đó cơ thể sẽ dần dần thu nhỏ lại. Vào chiều ngày 28 tháng 8 năm 1998, nhà sư Kenpo Acho đã qua đời sau khi chăn chối vài lời cho các đệ tử của mình trong một ngôi chùa đơn sơ ở Kham, Tây Tạng. Trước khi qua đời, vị sư già nằm trên giường cầm tràng hạt và không ngừng niệm kinh Phật với vẻ mặt vô cùng bình yên. Vào lúc 7 giờ tối, các đệ tử lòng đầy xót thương chuẩn bị chôn cất thi thể thầy theo phong tục của Phật giáo Tây Tạng. Sau khi cởi y phục của thầy ra và chuẩn bị đắp cho người chiếc áo cà sa, thì một cảnh tượng kỳ diệu hiện ra trước mắt. Họ thấy những nếp nhăn già nua trên cơ thể thầy đã biến mất và làn da đã hoàn toàn trở nên trắng trẻo, mềm mại như một đứa trẻ 7-8 tuổi, hoàn toàn không phải hình dáng của thầy trước kia. Đặc biệt là vòng eo của sư phụ đã thu nhỏ lại rất nhiều so với lúc còn sống. Nhưng điều kỳ diệu hơn đó là hai ngày sau, một đệ tử vào căn phòng thiền, nơi để thi thể thầy để châm lại đèn cúng, thì tình cờ phát hiện ra
thân thể của sư phụ dường như càng thu nhỏ lại. Các đệ tử ngơ ngác và không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Họ vội vã đến ngôi chùa gần đó tìm nhà sư Akyu Kenpo. Ông nói rằng không được di chuyển cơ thể của thầy trong vòng 7 ngày. Hơn nữa, chỉ những người thường chăm sóc thầy ấy hàng ngày mới được vào căn phòng đó. Thời gian trôi qua đến ngày thứ 8, khi các đệ tử chuẩn bị chôn cất sư phụ, thì phát hiện rằng cơ thể của người đã trở thành thu nhỏ, chỉ còn khoảng 26cm. Trên trần nhà, mọi người còn nhìn thấy một dãy ánh sáng như chiếc đèn neon nhiều màu. Điều này khiến những người có mặt đều sững sờ. Vậy hình ảnh cầu vồng tượng trưng cho những điểm lành của hiện tượng hồng hóa trước mắt mọi người đã hình thành như thế nào? Về nguyên lý, cầu vồng xuất hiện là do trong không khí có một số lượng lớn các giọt nước nhỏ bị mặt trời chiếu trực tiếp vào, sẽ xảy ra hiện tượng tán sắc và phản xạ tạo thành cầu vồng. Với những ai đã từng đi du lịch Tây Tạng sẽ biết rõ, trên cao nguyên tuyết trắng có những ngày ít mây do không khí loãng và nhiều ánh nắng tạo điều kiện hình thành lên cầu vồng. Một số người đã đi đến kết luận rằng hầu hết các nhà sư lỗi lạc đã qua đời vào tháng 7 và tháng 8. Đó là mùa mưa ở Tây Tạng. Mùa này ở hầu hết các vùng của Tây Tạng có thể thường xuyên nhìn thấy được cầu vồng. Rõ ràng điều kiện tự nhiên tuyệt vời ở Tây Tạng đã trở thành điều kiện hoàn hảo cho sự hồng hóa của các cao tăng. Nhưng làm sao người ta biết được thời điểm cụ thể của cái chết? Thân thể làm sao có thể biến mất dưới ánh mắt của mọi người trong vòng vài giây? Có người cho rằng nó có liên quan gì đó đến phương trình khối lượng, năng lượng do Einstein đề xuất trong thuyết tương đối. Những cao tăng này có thể sử dụng phương pháp nào đó để biến đổi khối lượng cơ thể họ thành năng lượng và phát ra để cơ thể vật lý biến mất. Nhưng điều này liệu có khả thi? Thực tế, chúng ta có thể biết thông qua suy nghĩ đơn giản. Nếu các cao tăng hồng hóa là đang giải phóng năng lượng, thì năng lượng được chuyển hóa bởi khối lượng cơ thể vài chục ký có sức hủy diệt rất lớn, thậm chí có thể gây ra một vụ nổ trong bán kính hàng chục km. Nhưng rõ ràng chúng ta chưa từng nghe nói về việc một ngôi chùa nào bị nổ tung khi một cao tăng hồng hóa. Có người còn nói, phải chăng vật chất sinh ra hiệu ứng hủy diệt, sau đó bị hấp thu thành proton rồi phát ra trong vũ trụ khiến vật thể biến mất. Nhưng trên thực tế, vấn đề lớn nhất cũng giống như phương trình khối lượng, năng lượng trước đó. Năng lượng được phát ra sẽ bị tiêu hao ở đâu? Khi vật chất và phản vật chất va chạm và hủy diệt, chúng sẽ giải phóng một năng lượng khổng lồ. 1 gram năng lượng giải phóng khi phản vật chất va chạm với 1 gram vật chất và bị triệt tiêu, tương đương với tổng năng lượng do nhà máy thủy điện lớn nhất thế giới tạo ra trong 12 giờ. Đối với một cơ thể có trọng lượng hàng chục kg, năng lượng sinh ra từ quá trình phân hủy toàn bộ các chất của nó là không thể tưởng tượng được. Nếu nó bị phân hủy ngay lập tức, năng lượng giải phóng đủ để phá hủy tất cả các tòa nhà trong một thành phố. Hai cách giải thích có vẻ khoa học này rõ ràng là không đầy đủ. Trải qua hàng ngàn năm, văn hóa Phật giáo vẫn có thể được lưu truyền. Ngay cả trong xã hội ngày nay, với nền văn minh và công nghệ phát triển cao, Phật giáo vẫn được thế giới ca ngợi là một trong 3 tôn giáo lớn trên thế giới, và văn hóa Phật giáo vô cùng huyền bí. Nếu suy nghĩ ở một góc độ khác, điều kỳ diệu không thể giải thích này có thể khiến nhân gian tin vào thiện ác, nhân quả, ác giả ác báo, thiện giả thiện báo. Thật ra trên thế giới này vẫn luôn có rất nhiều điều khoa học chưa thể giải thích được. Đây là phép màu hay khoa học? Trong cuộc sống, chúng ta luôn gặp phải những điều tưởng chừng như vô lý. Nhưng bản thân sự việc luôn có tính hợp lý tất yếu, cũng giống như hiện tượng hồng hóa. Mặt khác, nó cũng phản ánh niềm mơ ước của con người về thế giới sau khi mất đi. Mặc dù chúng ta không thể giải thích được những điều kỳ diệu đi ngược lại với khoa học đã biết này, nhưng chỉ cần chúng ta đối mặt với tất cả những điều kỳ diệu trong cuộc sống bằng lòng tôn kính và bao dung, có thể chúng ta sẽ nhận được nhiều hơn thế. Vì một giấc mơ, cậu bé 8 tuổi quyết tâm đi tu và cư xử như một nhà sư 68 tuổi. Nhà sư trẻ Ken Rapp này chỉ 18 tuổi, và sở dĩ cậu bé này lại sớm bước vào con đường tu hành là vì lúc 5 tuổi, cậu chợt nhớ về tiền kiếp của mình là một vị lão sư đã 68 tuổi. Vì vậy, cậu ấy không hề do dự mà đã chọn con đường tu tập và trở thành một tu sĩ. Câu chuyện kỳ lạ này nhanh chóng trở thành chủ đề được dân làng truyền tụng. Những hành động của cậu làm họ tin chắc rằng Ken Rapp là một nhà sư 68 tuổi. Bởi vì thậm chí anh còn nhớ lại tên tuổi và địa chỉ của từng người thân trong kiếp trước của mình. Nhà sư Ken Rapp đã tìm thấy họ, và đến giờ anh và mọi người vẫn giữ liên lạc với nhau. Thỉnh thoảng những người thân này sẽ đến ngôi chùa nơi Ken Rapp đang tu hành để thăm anh ấy và cùng nhau cầu nguyện. Tại thung lũng Jankha có một tu viện nằm nép mình giữa vách đá treo leo.
nơi này dường như thuộc về một hành tinh khác, bởi trong tu viện, các nhà sư vẫn tuân theo cuộc sống với những giáo luật tương tự như thời Trung Cổ. Tu viện Phúc Thọ là một tu viện biệt lập nằm ở phía đông nam tiểu khu Jankar, quận Ladakh, Ấn Độ. Công trình này được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ và bùn ở lối vào của hang động tự nhiên trên hẻm núi. Từ xa nhìn lại, tu viện này trông giống như một tổ ong khổng lồ trên vách đá. Nơi đây có khoảng 20 nhà sư thiếu niên với nhiều lứa tuổi khác nhau sẽ cùng sinh sống, nghiên cứu kinh sách và triết học với những vị lão sư. Họ còn cùng nhau cầu nguyện cho tất cả chúng sinh. Vào mỗi buổi sáng, Kenrat và đồng đạo sẽ mặc trang phục tăng nhân cùng rửa mặt bằng nước lạnh đựng trong một cái chậu kim loại cũ. Sau đó băng qua hành lang từ mờ sớm để đến lớp học cùng lão sư. Tu viện này sẽ dạy cho những nhà sư trẻ những môn học truyền thống và hiện đại như khoa học tự nhiên và xã hội, toán học, tiếng Hindi, tiếng Anh, tiếng Tây Tạng, triết học, Phật giáo Tây Tạng và y học Tây Tạng. Trong số những nhà sư trẻ thì Kenrat được xem là nhà sư nhỏ tuổi nhất trong số họ. Nhưng khả năng hiểu và nhìn nhận thế giới của cậu hoàn toàn giống với những nhà sư lớn tuổi. Thậm chí lời nói và hành động của cậu ấy cũng trái ngược hoàn toàn với các nhà sư trẻ khác. Cậu luôn miễn cưỡng né tránh khi những nhà sư nhỏ khác muốn chơi với mình và dùng lời lẽ của một vị lão sư 6-8 tuổi để kể cho người quay phim về những ký ức tiền kiếp của mình. Theo lời kể của Kenrat, kiếp trước cậu ấy là một vị sư già đã 6-8 tuổi trong một chuyến du hành cùng đồng đạo đã bị tuột lại phía sau và bị chôn vùi trong lớp tuyết lở. Sau đó ông ấy đã được luân hồi sang kiếp này và sinh ra tại làng Skinh để tiếp tục cuộc sống tu hành. Tại tu viện này, mỗi nhà sư sẽ theo đuổi những triết lý của riêng mình, bởi họ tin rằng mọi thứ đều tồn tại bởi sự nhìn nhận của chúng ta. Giống như một cây liễu cũng có tâm hồn của riêng mình, bởi ban đêm lá của chúng thường khép lại và một khi vỏ cây bị làm tổn thương, những chiếc lá sẽ dần dần khô héo. Con đường duy nhất có thể dẫn đến tu viện này là một con đường gồ ghề bên vách đá treo leo. Những nhà sư ở đây đã hợp sức cùng nhau khuân đá mở đường dòng dã suốt 25 năm. Bởi vì những khách hành hương muốn đến được nơi đây chỉ có thể dùng cách đi bộ. Họ muốn các tín đồ hành hương có thể thuận tiện hơn. Tuy công việc này rất cực khổ khi phải dùng những công cụ thô sơ, không có máy móc hiện đại, nhưng mọi người đều làm việc rất vui vẻ, không một lời than vãn. Họ dùng tiếng cười đùa vui vẻ cùng nhau để xua tan mệt nhọc. Nhờ công sức của những nhà sư, con đường này hiện tại cũng đã được sửa chữa bằng phẳng và dễ đi hơn trước. Để rèn luyện và trưởng thành, các nhà sư trẻ tại tu viện này mỗi ngày sẽ cùng nhau lên núi để kiếm củi. Đây cũng là một công việc khá vất vả, vì phải đi qua dòng sông băng khá trơn, thi thoảng còn phải trèo qua một vách đá dựng đứng. Sau khi lấy củi xong, các nhà sư trẻ này sẽ cùng nhau đến vách đá để lấy nước mang về, để phục vụ những sinh hoạt thường ngày của tu viện. Vì mặt đất quá trơn, nên Kenrat đã suýt bị ngã. Phải nhờ đến sự giúp đỡ của vị nhiếp ảnh gia, cậu bé mới có thể đứng vững. Khi đã hoàn thành mọi công việc, họ sẽ cùng nhau quay trở lại tu viện và tự nhóm lửa để đun nước và rửa chén đĩa phụ mọi người. Đây là cách để những nhà sư nhỏ có thể rèn luyện và tự phát triển. Còn công việc nấu nướng sẽ do những nhà sư lớn đảm nhiệm. Các nhà sư nhỏ chỉ ở bên làm những việc lặt vặt để giúp đỡ họ. Thức ăn của những nhà sư nơi này thường là bột và gạo. Họ không bao giờ ăn thịt và uống rượu, bởi tu viện này tuân theo quy tắc ứng xử nghiêm ngặt của Phật giáo Trung Cổ, không ăn mặn, không nói dối, không trộm cắp, không vu khống, vân vân. Đức tin của họ ở đây là lòng từ bi thương xót chúng sinh. Vì thế, trước khi dùng bữa, những nhà sư ở đây sẽ cho bầy chim ăn trước. Chú của Kenrat cũng là một nhà sư đã từng đến Tây Tạng và cảm thấy rất tự hào nếu được đặt chân đến vùng đất Tây Tạng linh thiêng huyền bí ấy. Ông đã nói rằng, sau khi ông mất đi, những gì còn lại của ông sẽ được truyền cho Kenrat. Bởi những nhà sư ở đây xem việc truyền lại những quyển sách của mình sau khi qua đời giống như một cách kế thừa. Tuy mới 8 tuổi nhưng không giống như những đứa trẻ đồng trang lứa, Kenrat rõ ràng rất thích cuộc sống của một nhà sư. Bởi khi được hỏi rằng cậu ấy có muốn tìm kiếm những điều mới mẻ tại một vùng đất khác hay không, vị nhiếp ảnh gia luôn nhận được lời từ chối từ cậu bé này, trong khi những đứa trẻ cùng trang lứa thường rất thích khám phá những điều mới mẻ. Kenrat cho rằng tại đỉnh núi này chúng ta có thể nhìn thấy mọi thứ một cách rõ ràng, tìm thấy niềm tin, bình yên và hạnh phúc. Mỗi năm, những nhà sư nơi đây sẽ đến những ngôi làng 4 ngày để cầu nguyện cho dân làng. Họ được chia làm 3 nhóm và mỗi nhóm sẽ được dẫn dắt bởi 2 vị lão sư.
Mỗi lần đến ngày cầu nguyện, Kenrap đều rất hào hứng, bởi cô ấy sẽ có thể gặp được người thân của mình. Cơ hội này mỗi năm chỉ có được một lần. Sau một hành trình dài, Kenrap đã được quay trở lại nơi mình sinh sống và ôm lấy em trai đầy phấn khích. Dưới sự dẫn dắt của một lão sư, Kenrap đã tiến hành cầu nguyện cho ngôi làng của mình. Cậu ấy xin thần linh phù hộ cho gia đình mình và ruộng nương trong làng được mùa bội thu, vật nuôi phát triển khỏe mạnh. Chỉ khi ở nhà, Kenrap mới tỏ ra giống như một đứa trẻ 8 tuổi, hồn nhiên bên gia đình nhỏ của mình. Sau khi cầu nguyện xong, cậu ấy bắt đầu đùa giỡn vui vẻ cùng các nhà sư nhỏ khác. Những hôm tuyết rơi khá nhiều, căn bệnh quai bị khiến Kenrap đau đến rơi nước mắt. Nhưng cậu vẫn kiên trì cầu nguyện và làm những công việc như bình thường. Sau hành trình cầu nguyện, những nhà sư đã lên đường trở về tu viện. Con đường trở về lúc này tuyết rơi dày đặc, ngập đến mắt chân. Kenrap mặc bộ quần áo mà cha đã may cho cậu ngày hôm kia, theo mọi người trở về. Vừa đi vừa hát những bài Phật giáo như một đứa trẻ ngây thơ. Khi đi qua một đoạn đường dốc, Kenrap lại có hành động như một ông lão 60 tuổi, với từng bước di chuyển thật cẩn thận. Cậu ấy nói với nhiếp ảnh gia rằng, khi đi trên con đường này, bạn không thể sợ hãi. Nếu nghĩ mình gục ngã, chắc chắn bạn sẽ bị ngã. Nhưng nếu nghĩ rằng mình có thể làm được, thì chắc chắn bạn sẽ vượt qua. Mọi người phải làm cho trái tim mình trở nên mạnh mẽ hơn. Cách nói của cậu giống hệt như một ông lão. Tu viện Phúc Thọ lúc này bị tuyết phủ dày đặc khắp nơi. Tất cả những nhà sư từ lớn đến nhỏ đều phải dùng xẻng để xúc tuyết. Họ không hề than thở mà vừa làm vừa vui đùa với nhau. Một số nhà sư tuy lớn tuổi nhưng tính vẫn còn trẻ con đã chiêu đãi mọi người một trận cười nghiêng ngả. Họ xem những công việc lao động và tập luyện này là một niềm vui. Sau khi loại bỏ lớp tuyết phủ, những nhà sư lại cùng nhau đi bộ trở về tu viện để tiếp tục tu tập. Kenrap nói rằng ngôi chùa này như một ngôi nhà ấm áp mà cậu ấy sẽ dành cả đời tu hành nơi đây để cầu nguyện cho tất cả mọi người. Luân hồi chuyển thế là một vòng tuần hoàn và nhà sư 68 tuổi từ kiếp trước vẫn chọn cho mình con đường tu hành tại kiếp này để cầu nguyện cho chúng sinh. Cô gái xinh đẹp nhất vùng tu hành trong túp lều nhỏ suốt 45 năm và trở thành huyền thoại. Ở Nepal, có một người phụ nữ tu hành đã 45 năm. Đây là lần đầu tiên sau khoảng thời gian dài, bà ấy đồng ý cho một người lạ mặt đến thăm và cùng chia sẻ về câu chuyện của mình. Vị khách này may mắn đã được nhìn thấy người được mệnh danh là huyền thoại của ngôi làng này qua một khung cửa sổ nhỏ. Người phụ nữ này tên là Nga Wang Pema. Bà là một ni sư đã có rất nhiều năm tu hành tại vùng đất Nepal này. Những vị lão làng trong khu vực này đã kể lại rằng khi còn trẻ, bà Nga Wang Pema lọt vào mắt xanh của nhiều trai làng vì ngoại hình như tranh vẽ và sự dịu dàng của bà. Bà ấy được mệnh danh là mỹ nhân xinh đẹp nhất vùng. Vì thế cho nên nhiều chàng trai giàu có trong vùng luôn mong ước có thể chinh phục và cưới bà làm vợ. Cuối cùng, một doanh nhân giàu có nhất vùng đã sử dụng quyền lực để ép gia đình bà đồng ý gả cho hắn. Tuy nhiên, bà Nga Wang Pema không lựa chọn cuộc sống giàu có xa hoa, mà chỉ một lòng muốn tu hành nên đã tìm cách trốn chạy. Khi được tên doanh nhân rước về nhà, bà đã bất chấp nguy hiểm chui qua một lỗ nhỏ trên nhà vệ sinh cạnh vách đá để tìm đường rời khỏi nơi này. Không còn nơi để chạy trốn, con đường duy nhất là đi thông qua đường hầm phân trong nhà vệ sinh. Nếu như là một người bình thường, có lẽ không ai can đảm để vượt qua thử thách này. Nhưng bà Nga Wang Pema thì khác. Không chút do dự, bà từng bước qua vũng chất thải hôi thối của nhà vệ sinh để thoát khỏi sự truy đuổi của người chồng giàu có kia. Và sau đó tìm đường đến một tu viện, xin xuất gia làm nữ tu và bắt đầu hành thiền. Bà Nga Wang Pema đã dành cả tâm trí của mình để tập trung vào thiền định. Cho đến một ngày, bà đã có một quyết định lớn nhất đời mình là rời khỏi tu viện. Một mình đến túp lều này và bắt đầu một cuộc nhập thất vô thời hạn. Cho đến nay đã kéo dài 45 năm. Trong suốt thời gian dài 45 năm, bà đã kiên trì sống trong túp lều nhỏ này và không bao giờ rời khỏi đó. Trong suốt nhiều thập kỷ, bà Nga Wang Pema đã thiền định và cầu nguyện cho tất cả chúng sinh được phước lành. Mặc cho sự thay đổi của thời gian, sau 45 năm nhập thất, vẻ đẹp của bà Nga Wang Pema không đơn thuần chỉ là vẻ đẹp bên ngoài, mà còn là vẻ đẹp của ánh sáng toát ra từ bên trong tâm hồn. Trong túp lều nhỏ này, bà tìm thấy được bình an từ nội tâm và sức mạnh của trí tuệ, vượt lên những cám dỗ và lòng tham thế gian. Bà Nga Wang Pema
đã trở thành một tấm gương sáng cho các học viên. Nhưng có mấy người bỏ qua hết những tham vọng mà làm được như bà. Những người dân nơi đây luôn truyền tay nhau câu chuyện về lòng dũng cảm và quyết tâm của bà để truyền cảm hứng đến mọi người. Bà Ngawam Pema cũng được người dân hết mực tôn kính và đã trở thành một huyền thoại tại địa phương. Mỗi du khách khi đến đỉnh Everest đều được nghe nhắc đến bà. Thậm chí những người dân nơi đây còn dẫn họ đến túp lều của bà để có thể tỏ lòng tôn kính, tụng kinh cầu phước lành hay đi quanh lều để cầu nguyện và còn làm rất nhiều việc khác. Một điều đặc biệt trong suốt khoảng thời gian dài bà nhập thất là ngoại trừ những người đến cung cấp lương thực, chưa ai từng được nhìn thấy bà, cũng không ai có cơ hội quay phim hay phỏng vấn, bởi bà Ngawam Pema sống cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Cuộc sống của bà suốt bao năm qua chỉ tập trung vào việc thực hành tâm linh và thiền định. Mãi cho đến một ngày, có một đoàn làm phim tài liệu đã đến khu vực đỉnh Everest. Họ đã nghe dân làng kể về một vị ni sư huyền thoại tu hành nơi túp lều hoang vắng trong suốt 45 năm. Câu chuyện này đã khơi dậy sự quan tâm mạnh mẽ của đoàn phim. Họ hy vọng được gặp mặt vị ni sư này và ghi lại câu chuyện của bà như một cách truyền cảm hứng cho mọi người. Và may mắn rằng họ đã nhận được sự đồng ý của bà Ngawam Pema. Một vị khách trong đoàn làm phim chia sẻ rằng khoảnh khắc cửa sổ nhỏ mở ra, anh đã nhìn thấy một hình ảnh mang lại cho anh ấy ấn tượng sâu sắc không bao giờ quên. Một người phụ nữ thân thiện và niềm nở bước ra chào mọi người. Mặc dù bà ấy đã trải qua một thời gian dài bế quan trong túp lều không gặp một ai, nhưng bà không hề tỏ thái độ rụt rè. Thay vào đó, bà Ngawam Pema cho người đối diện cảm giác những đức tính tốt và lòng trắc ẩn đều hiện hữu trên khuôn mặt bà. Sau khi chào hỏi mọi người, bà quay vào trong lều lấy một hộp bánh quy, sau đó mỉm cười mời những vị khách này. Sau khi biết được mục đích của cuộc viếng thăm lần này, bà Ngawam Pema đã chia sẻ rất nhiều điều. Bà luôn nói chuyện với họ bằng ánh mắt ấm áp, thể hiện sự yêu mến và quan tâm với du khách. Qua lời nói và hành động, mọi người có thể ngay lập tức cảm nhận được sự từ bi và trí tuệ từ sâu thẳm trong trái tim của bà. Những kinh nghiệm tâm linh, hành trình tu tập cùng cuộc sống hàng ngày của mình được bà Ngawam Pema chia sẻ với du khách một cách nhiệt thành và cởi mở. Qua câu chuyện có thể thấy, hành trình tu tập của bà Ngawam Pema đầy khó khăn và những thử thách, nhưng bà vẫn kiên trì cho đến cuối cùng để đạt được sự thăng hoa của trái tim và mong cầu cho nền hòa bình của Vương quốc Nepal. Câu chuyện huyền thoại này đã truyền cảm hứng cho mọi người để theo đuổi tự do tinh thần và vượt ra ngoài cõi trần. Điều này đã chạm sâu vào trái tim khán giả và thu hút được sự chú ý trên toàn thế giới. Bà Ngawam Pema dường như đã trở thành lịch sử và di sản văn hóa của vùng đất này. Một vị thiền sinh sau khi nghe những lời chia sẻ của bà Ngawam Pema đã rưng rưng nước mắt vì cảm động. Anh ấy nói rằng bà đã thực hiện được hết những gì mà anh ấy muốn làm trong đời. Anh muốn được như bà Ngawam Pema, sống tu hành ẩn dật, nhưng rất tiếc là vị sư phụ của mình chưa cho phép. Vì thế, anh thường tìm một nơi có môi trường gần gũi với thiên nhiên để thiền định. Vị thiền sinh này thường đến một khu rừng bên hồ và cảm thấy rằng sự hùng vĩ và bí ẩn của những ngọn núi rất có sức hút đối với mình. Anh ấy nói với bà Ngawam Pema rằng anh luôn khao khát được nhập thất trên một ngọn núi, vì nó giống như là một ngôi nhà thực sự. Bà Ngawam Pema đã không lãng phí cuộc đời của mình, và điều đó khiến anh cảm thấy rất ngưỡng mộ và quyết tâm tu tập, cố gắng làm theo tấm gương của bà ấy. Không chỉ có anh, mà còn rất nhiều thiền sinh khác mong cầu điều này. Tuy nhiên, vào ngày 19 tháng 11 năm 2012, bà Ngawam Pema đã qua đời vì một căn bệnh. Cơ thể của bà vẫn đặt trong túp lều và không một ai được chạm vào, chỉ trừ một người bảo vệ và một vị tỳ khưu khác theo di nguyện của bà. Phải mất 7 ngày sau, những người khác mới có thể tự vào để kiểm tra. Trong những ngày cuối đời của bà Ngawam Pema, rất nhiều người dân đã đến túp lều của bà Ngawam Pema, mong rằng được một lần nhìn thấy gương mặt của bà ấy ngoài đời thực và xin những lời chỉ dạy cuối cùng của bà để có thể tìm được bình yên qua việc nhập thất. Tuy đây chỉ là một túp lều nhỏ, nhưng luôn là nơi tồn tại một lực hấp dẫn vô hình từ bà Ngawam Pema với các học viên thiền định. Chúng ta đã từng không tin rằng con người có thể đến mặt trăng, nhưng cuối cùng con người đã làm được. Và chúng ta có thể không tin những vị thiền sư này đã đạt được giác ngộ trong đời, nhưng cuối cùng họ đã đạt được. Như lời một vị thiền sư nổi tiếng đã nói, dù bài hát có hay đến đâu, nhưng đối với những người không hiểu được ý nghĩa của nó, thì đó cũng chỉ xem là một giai điệu.
Lão sư 103 tuổi núi Ngũ Đài từng được Bồ Tát chỉ dẫn tu hành trong mơ. Đây là những hình ảnh quý giá của Lão Hòa Thượng Mộng Tham trước khi qua đời. Người em gái của ông đã dẫn theo tổ tôn ba thế hệ đến mừng thọ 100 tuổi của anh trai mình. Lão Hòa Thượng Mộng Tham chưa được gặp mặt em gái đã lâu nên không còn nhớ tuổi của bà, càng không nhận ra cháu trai của mình. Nhưng mọi người trò chuyện rất vui vẻ. Lão Hòa Thượng Mộng Tham đã từ bỏ mọi thứ, nhưng ông không thể buông bỏ lòng biết ơn và tình cảm của ông dành cho mẹ. Suốt hơn 80 năm xuất gia, trong những lần tụng kinh, ông đều nghĩ đến mẹ mình. Tuy nhiên, Mộng Tham lại nói với mọi người rằng, cách duy nhất để tu thành chính quả là từ bỏ trần thế. Vậy tại sao Lão Hòa Thượng Mộng Tham lại rời xa mẹ và quy y Phật giáo, trong khi ông đã gắn bó sâu sắc với mẹ mình như vậy? Nguyên nhân của câu chuyện này thật ra xuất phát từ đâu? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Phật duyên đến từ những giấc mộng. Mộng Tham sinh ra trong một gia đình giàu có ở Đông Bắc Trung Quốc. Từ khi còn nhỏ, ông đã thể hiện sự thông minh và tài trí hơn người, luôn đứng đầu trong các kỳ thi, nhưng lại không được cha mình coi trọng. Sau này, vì cha không muốn ông tiếp tục học mà phải kế thừa công việc kinh doanh của gia đình, nên Mộng Tham trong cơn giận dữ đã bỏ nhà đi. Khi đó, ông mới 16 tuổi. Mặc dù vẫn muốn tiếp tục đi học, nhưng sau khi bỏ đi, ông không còn một xu dính túi, nên chỉ có thể chọn con đường bình yên là gia nhập học viện giảng võ đường Đông Bắc. Không lâu sau, Mộng Tham mơ thấy mình rơi xuống biển. May mắn là ông được một bà lão chèo thuyền cứu và bảo ông đi lên núi kia sẽ thấy một ngôi nhà ngói vàng. Đó sẽ là đích đến cả đời của ông. Mộng Tham đi lên núi theo lời bà lão nói, cuối cùng nhìn thấy một ngôi chùa. Lúc này ông giật mình tỉnh giấc, nhưng lại không để tâm đến giấc mơ này. Tuy nhiên, hình ảnh trong mơ cứ ẩn hiện trong tâm trí, và giấc mơ ấy đã thay đổi cuộc đời ông. Trong một lần khi dẫn lính ra ngoài chạy việc ở ngọn núi thượng nguồn của Bắc Kinh, Mộng Tham nhìn thấy chùa Đâu Xuất nằm trên đỉnh núi, giống hệt cảnh tượng trong giấc mơ của mình. Ông lặng người vì không thể tin rằng những hình ảnh trong giấc mơ lại là sự thật. Sau đó, ông đã đến gặp vị trụ trì chùa Đâu Xuất để bày tỏ mong muốn được xuất gia ở đây. Nhưng khi nhìn thấy ông mặc quân phục của một người lính, để tránh rắc rối không đáng có, nên trụ trì từ chối và nói rằng ông không thích hợp để tu hành. Mong muốn xuất gia lần đầu của ông đã bị từ chối như vậy. Nếu lúc đó ông ấy bỏ cuộc, có thể sẽ có thêm một vị tướng chiến đấu trên chiến trường, nhưng lại mất đi một nhà sư có thể cứu độ chúng sinh. Vì giấc mơ kỳ lạ cứ tồn tại trong tâm trí, nên ông đã cởi bỏ quân phục và một mình đi đến chùa Đâu Xuất lần nữa. Lần này, ông đã được trụ trì chấp nhận. Năm 1931, Mộng Tham chính thức xuất gia và trở thành nhà sư. Một năm sau, ông chuyển đến tu hành ở chùa Niêm Hoa. Lúc này, ông lại có một giấc mơ khác. Trong giấc mơ, một lão hòa thượng xuất hiện và nói ông đến núi Cửu Hoa. Khi tỉnh dậy, Mộng Tham đã kể lại giấc mơ cho sư phụ. Sư phụ ông nghe xong thì rất đỗi ngạc nhiên. Sau đó, dẫn ông vào thiền đường để xem những bức chân dung của tổ tiên các thế hệ trước. Lúc này, Mộng Tham mới nhận ra rằng người xuất hiện trong giấc mơ là một vị sư tổ của mình. Ngay lập tức, ông theo giấc mơ của mình đi về phía nam, đến núi Cửu Hoa. Ở đó, ông được biết Lão Hòa Thượng Từ Châu sẽ giảng kinh Hoa Nghiêm tại chùa Dũng Tuyền. Đúng lúc ông có ý định đi đến chùa Dũng Tuyền, thì một giấc mơ khác lại xuất hiện. Trùng hợp là lần này, giấc mơ chỉ dẫn cho ông đến Cổ Sơn và chùa Dũng Tuyền, nơi có Từ Châu Hòa Thượng cũng nằm ở Cổ Sơn. Lúc đó, Mộng Tham mới 17 tuổi. Dù chưa từng đến miền Nam, nhưng ông lại cảm thấy rất quen thuộc với nơi này. Trong trí nhớ của ông, có một thứ được chôn ở ngọn núi phía sau, nên ông dựa trên những điều mình nhớ lại, đi đến nơi đó và đào ra một chiếc bình bát cũ nát. Đó là thứ mà ông đã chôn ở đó từ kiếp trước. Do cứ hay nằm mơ như vậy, nên ông đã đặt cho mình cái tên Mộng Tham, tức là trong giấc mộng có ý nghĩa tham học. Kể từ đó, ông đã ở lại tu hành trong chùa Dũng Tuyền 5 năm. Ngay từ những ngày đầu, ông đã gặp một vài vấn đề lớn khi tham gia buổi thuyết pháp của Lão Hòa Thượng Từ Châu. Bởi vì ông chỉ học hết tiểu học, Hòa Thượng Từ Châu lo lắng rằng ông sẽ không hiểu được nên miễn cưỡng sắp xếp cho ông làm phụ việc. Mỗi ngày vừa giặt giũ nấu ăn, vừa nghe kinh Hoa Nghiêm.
Nhưng do sự cách biệt giữa giọng nam và giọng bắc, hơn nửa năm sau đó, Mộng Tham vẫn mù tịt không hiểu gì. Điều này khiến ông chán nản và định rời đi. Nhưng đêm đó, một người khác xuất hiện trong giấc mơ và nói rằng ông không thể rời đi. Sự nghiệp cả đời của ông bắt đầu từ đây và dặn dò ông đi tìm lão hòa thượng Từ Châu. Ngài ấy sẽ hướng dẫn cho ông. Ngay hôm sau, Mộng Tham đi tìm hòa thượng Từ Châu và kể cho ông ấy nghe về giấc mơ. Hòa thượng Từ Châu đã giảng cho ông nghe Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm và giao ông việc thắp đèn cho Đức Phật. Ông đã dùng tay dâng đèn mỗi lần hơn 2 giờ trong suốt 3 tháng. Sau 3 tháng, ông nghe hiểu một cách kỳ diệu những bài giảng của Hòa thượng Từ Châu. Như thể thắp một ngọn đèn thờ Phật đã giúp ông khai mở trí tuệ, đạt được giá trị. Khả năng thông hiểu các loại kinh của Mộng Tham được cải thiện vượt bậc và ông chính thức trở thành một đệ tử của lão Hòa thượng Từ Châu. Mặc dù chỉ học hết tiểu học, nhưng Mộng Tham đã trở thành người duy nhất ở thời hiện đại có thể thuyết giảng đầy đủ về toàn bộ kinh Hoa Nghiêm. Hoa sen trắng từ nơi ngục tối. Năm 1935, vị lão hòa thượng Từ Châu tiến cử Mộng Tham đến chùa Trạm Sơn ở Thanh Đảo để theo nhà sư Đàm Hư tiếp tục tu hành. Năm 1937, sư phụ Hoàng Nhất đến chùa Trạm Sơn để thuyết pháp. Nhân cơ hội này, Mộng Tham đã đi theo sư phụ Hoàng Nhất để học tập và được ngài truyền dạy rất nhiều về Phật pháp. Cho đến năm 1941, ông đến Lhasa dùng 10 năm để học mật pháp. Tuy nhiên, vào năm 1950, Mộng Tham bị kết tội không chính đáng do chính quyền Trung Quốc áp dụng chính sách siết chặt tự do tôn giáo. Vì không chịu từ bỏ tôn giáo, nên ông phải ngồi tù 15 năm. Trong nhà tù, ông bị trừng phạt nghiêm khắc và chính những hình phạt đó đã gây ra những nguy hiểm tiềm ẩn cho sức khỏe của ông sau này. Qua 15 năm tu hành, lẽ ra lúc này ông đã có thể giảng hoằng pháp, nhưng không ngờ lại bị mắc kẹt trong nhà tù. Điều này khiến ông có ý nghĩ từ bỏ mạng sống của mình. Nhưng đêm đó, ông lại mơ một giấc mơ khác. Có một biển người, lại có một pháp tòa rất cao. Ông cứ leo lên, nhưng nửa chừng không leo được. Vào lúc sắp bỏ cuộc, có một người ngồi ở đỉnh phía sau đã nói với ông rằng: "Đừng sợ, tôi sẽ giúp ông." Mộng Tham ngồi dậy, nhìn thấy biển người phía dưới đều là tín đồ, trong đó còn có không ít người nước ngoài. Sau khi tỉnh lại, ông từ bỏ ý định tự tử, cố sống trong điều kiện khắc nghiệt suốt 15 năm. Nhưng sau bản án, ông lại phải đối mặt với 18 năm cải tạo lao động. Dù bị giam cầm ở xa chùa, nhưng ông cảm thấy rằng sự tu hành thực sự của mình lại bắt đầu từ trong tù. Hòa thượng Mộng Tham nhìn thấy sự thay đổi và bóng tối của bản chất con người. Điều này càng củng cố thêm mong muốn truyền bá Phật Pháp và giúp đỡ tất cả chúng sinh của ông. Việc đầu tiên ông làm sau khi ra tù là mặc lại chiếc áo cà sa cách biệt đã lâu. Sau đó, bắt đầu hành trình thuyết giảng Pháp khắp bốn phương. Điều đáng kinh ngạc là cảnh tượng trong giấc mơ khi trong tù cũng trở thành sự thật. Ông đã đi khắp thế giới và truyền bá Phật giáo ra nước ngoài. Cho đến năm 2017, lão hòa thượng Mộng Tham đã thực sự sống bình yên trong giấc mơ và qua đời ở tuổi 103. Nhân duyên xuất gia của lão hòa thượng Mộng Tham cũng chính từ những giấc mộng. Ông đã dùng nghị lực và sự kiên định để khắc phục thân tâm, vượt qua chướng ngại của hoàn cảnh và dành cả đời để tu hành, thuyết pháp đại thừa, đài sen khắp năm châu, thu nhận vô số đệ tử, cầu nguyện cho tất cả chúng sinh. Đại sư 103 tuổi, dành hơn 80 năm tu hành, khi viên tịch xuất hiện mây ngũ sắc kỳ lạ. Mộng Tham lão sư là người đại diện cho một thế hệ cao tăng lỗi lạc, một vị đại đức trong Phật giáo đường đại. Ông từng là học trò của nhiều vị cao tăng thời cận đại Trung Quốc như Hoàng Nhất, Hư Vân, Từ Châu, Đàm Hư, v.v. Mộng Tham lão sư đã dành hết thời gian cuộc đời mình cho việc tu học Phật Pháp, phục hồi nền giáo dục tăng già, kiến thiết xây dựng chùa chiền, tiếp tăng độ chúng dạy luật và hoằng pháp. Ông đã từng tuyên giảng kinh điển như Kinh Hoa Nghiêm, Địa Tạng Tam Kinh, v.v. ở khắp nơi. Hơn 80 năm tu hành của ngài, cho đến giờ phút cuối cùng vẫn không quên truyền bá Phật Pháp vì một giấc mơ mà cả đời dành cho nơi cửa Phật. Phật duyên từ giấc mơ kỳ lạ. Ông sinh ngày 13 tháng 7 năm 1915, nhằm ngày mùng 2 tháng 6 cùng năm tại huyện Khai Thông, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, nay là Lưu Minh Thụy, Bạch Thành, tỉnh Cát Lâm. Ngài gia nhập Học viện Quân sự Dạy Võ Đường ở Đông Bắc từ khi còn rất trẻ,
và rút về Bắc Kinh theo sau sự kiện 18 tháng 9. Một sự kiện cờ giả do quân đội Nhật Bản sắp đặt để lấy cớ xâm lược Mãn Châu tại vùng Đông Bắc Trung Quốc. Vào năm 1931, Mộng Tham Lão Sư đã có một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, ông thấy mình rơi xuống biển. Sóng biển dữ dội cuốn ông trôi giạt ra xa. Nhưng may mắn thay, ông đã được một ông lão cứu sống. Ngoài việc ra tay cứu giúp, người này còn dẫn ông đến một nơi giống như cung điện và nói rằng đó là đích đến của cuộc đời ông. Sau khi tỉnh giấc, ông luôn suy nghĩ về cung điện trong mơ của mình. Đó là một ngôi chùa nằm ở núi Phương Sơn của Bắc Kinh. Cho đến cuối năm 1931, Mộng Tham quyết định xuất gia tại chùa Niệm Hoa trên núi Phương Sơn ở ngoại ô Bắc Kinh để thức tỉnh bản thân. Vì ông cho rằng bản thân không có cảm giác cũng không tỉnh ngộ. Chỉ là do mộng xuất gia nên đặt cho mình cái tên Mộng Tham. Tại chùa Niệm Hoa, lão sư Mộng Tham sau khi đắc giới thọ tỷ kheo đã có một hành trình đi về phía nam, đến núi Cửu Hoa để đảnh lễ đạo tràng Địa Tạng Vương Bồ Tát. Thời điểm này trùng với Pháp hội Địa Tạng nên ông đã tiếp nối Địa Tạng Pháp môn, mở ra nguồn ảnh hưởng sâu rộng với các chư tăng và cư sĩ Phật tử. Vị lão sư dành cả đời tu hành và hoằng pháp. Vào mùa thu năm 1932, Mộng Tham lão sư đến chùa Dũng Tuyền ở Cổ Sơn để nhập học viện Pháp giới. Lúc này ông mới chỉ 17 tuổi. Dưới sự hướng dẫn riêng của một vị lão sư ở Từ Châu, ông đã tôn thờ Phổ Hiền Bồ Tát, ngày đêm cúng dường để khai mở trí huệ học kinh ở kiếp trước. Nhờ sự hướng dẫn tận tâm của lão sư, nên đến năm 20 tuổi, Mộng Tham đã có cơ hội đi thuyết pháp và dần dần trở thành một vị đại sư tuyên giảng kinh A-di-đà và các kinh sách khác. Với tinh thần không ngừng học hỏi, vào mùa thu năm 1935, Mộng Tham đại sư đã đến chùa Trạm Sơn ở Thanh Đảo để học bốn hệ thống có tính chất luận của Tông Thiên Thai với đại sư Đàm Hư, bao gồm Tạng giáo dành cho Thanh Văn và Độc Giác Phật, Thông giáo dành cho Thanh Văn, Độc Giác Phật và Bồ Tát cấp thấp, Biệt giáo dành cho Bồ Tát, Viên giáo hay còn gọi là giáo pháp viên mãn, phá bỏ mọi chấp trước. Sau 2 năm học hành tu tập, ông theo lệnh của đại sư Đàm Hư đến Hạ Môn để mời Hoàng Nhất Sư Phụ đến chùa Trạm Sơn để hoằng truyền giới luật. Nửa năm sau đó, ông đã được nghe Hoàng Nhất Sư Phụ đích thân trình bày các tác phẩm thư pháp thuần túy và truyền bá kinh Tam Tạng. Trong giai đoạn chiến tranh Trung Nhật, vào năm 1940, sau khi bị bắt, ông trốn thoát khỏi quân đội Nhật Bản và đi đến tu viện Sắc La ở Tây Tạng để nghiên cứu phương pháp thực hành phát triển Bồ Đề Tâm của hệ phái Khơ Lu trong Phật giáo Tây Tạng trong 5 năm. Mặc dù đây là hệ phái trẻ nhất, nhưng lại là trường phái tư tưởng lớn và quan trọng nhất. Trường phái này nhấn mạnh việc tuân thủ các kỷ luật tôn giáo và làm việc phù hợp với lời nói. Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng về hệ phái này, Mộng Tham lão sư tiếp tục chuyến du hành của mình đến tỉnh Tây Khang, cao nguyên Thanh Hải và những nơi khác của Tây Tạng. Cho đến cuối năm 1949, ông mới bắt đầu rời khỏi Tây Tạng. Tuy nhiên đến tháng 1 năm 1950, ông lại bị bắt và phải ngồi tù 33 năm vì không chịu hoàn tục. Trong thời gian này, ông đã hình thành một bộ ngôn ngữ và phong cách tu hành độc đáo. Mộng Tham lão sư được mọi người xem là một vị trưởng lão, đã nhìn thấy sự thật của bản chất con người. Ông đã kết hợp và truyền bá trí tuệ Phật giáo sâu sắc vào đời sống cụ thể một cách gần gũi và dễ hiểu. Sau khi được trả tự do năm 1982, ông được mời giảng dạy tại Học viện Phật giáo Trung Quốc ở Bắc Kinh. Tại đây, Mộng Tham lão sư đã giảng về tứ phần luật với tư cách là giảng viên và bắt đầu thực hiện bước đầu tiên trong việc tái hoằng pháp. Năm 1984, Mộng Tham lão sư được mời trở lại Học viện Phật giáo Mân Nam với tư cách là viện trưởng. Công việc của ông tại đây là đào tạo những thế hệ tăng sĩ mới và thuyết giảng kinh Hoa Nghiêm. Từ đó đến nay, Mộng Tham lão sư nhiều lần được các đệ tử mời sang Hoa Kỳ, Canada, New Zealand, Singapore, Hồng Kông và Đài Loan để hoằng pháp và mở rộng duyên phận với những người muốn xuống tóc đi tu. Ông cũng được Pháp sư Thông Nguyện ủy thác giúp các đệ tử của mình xây dựng một võ đường giới luật cho phái nữ, đồng thời hỗ trợ trùng tu thành công chùa Khả Nhân ở núi Nhạn Đãng. Hành trình giảng dạy và hoằng pháp của ông vẫn tiếp tục không ngừng. Năm 2002, Mộng Tham lão sư được mời đến sống tại chùa Phổ Thọ ở Ngũ Đài Sơn để thuyết pháp và hướng dẫn các nhà sư ở núi Ngũ Đài thực hành thiền định. Lúc này, ông đã 87 tuổi. Từ năm 2003 đến năm 2007, Mộng Tham lão sư cùng các trưởng lão
đã vượt qua những trở ngại về thể chất và tinh thần trong chùa Phổ Thọ và hoàn thành việc giảng kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, tổng cộng hơn 500 quyển. Tuy nhiên, ông vẫn cảm thấy những cống hiến trong thời gian nhiều năm qua vẫn chưa thể hoàn thành được tâm nguyện của mình. Vì vậy, ông cùng các vị trưởng lão đã lần lượt thuyết giảng Kinh Thập Luân Đại Tạng, Kinh Pháp Hoa, Kinh Lăng Nghiêm và các kinh đại thành khác ở khắp nơi theo mong muốn của đệ tử. Vào tháng 1 năm 2008, theo lời mời của các đệ tử, ông lại đến Đài Loan Hoàng Dương chánh pháp. Tại đây, ông cùng đệ tử tổ chức hơn 10 thời khóa và tổ chức pháp hội với sự tham gia của hàng nghìn người. Trong lễ hội mùa xuân năm 2009, Mộng Tham lão sư đã đến giới Phật giáo Đài Loan để Hoàng Dương Phật pháp với quy mô lớn chưa từng có. Tháng 6 năm 2009, ông đã thuyết giảng Kinh Pháp Hoa Đại Nghĩa tại Đại học Hồng Kông và bắt đầu giảng dạy Phật học tại Viện Nghiên cứu Phật học của ngôi trường đại học này. Thời điểm đó, mỗi buổi thuyết giảng của ông có hàng nghìn khán giả đã đến tham gia chật kín khán đài. Năm 2012, theo lời mời của chính quyền Ngũ Đài Sơn, Mộng Tham lão sư đã đến thăm lại chùa Vạn Phật Chân Dung và nhờ đệ tử của mình là Long Minh chủ trì các vấn đề xây dựng cụ thể. Một năm sau đó, ông quyết định ẩn cư tại chùa Vạn Phật Chân Dung và dành thời gian để tiếp tục việc học hành Phật Pháp của mình. Trừ những khi cơ thể không khỏe hoặc những trường hợp đặc biệt khác, nếu không, ông vẫn duy trì những thói quen điều độ hàng ngày. Vào lúc 16 giờ 30 ngày 27 tháng 11 năm 2017, nhằm ngày mùng 10 tháng 10 theo năm âm lịch, Mộng Tham lão sư đã đi dạo một vòng bên ngoài. Lúc trở vào phòng, ông đã nói rằng: "Được rồi, viên mãn rồi, nhiệm vụ đã hoàn thành rồi." Và sau đó, ông ngồi thị tịch. Thọ thế 103 tuổi. Lúc đó, quang cảnh trên bầu trời Ngũ Đài Sơn xuất hiện rất nhiều mây ngũ sắc. Sự kiện này đã được người dân và những du khách nơi đây ghi lại. Các đệ tử Mộng Tham đã đưa báo cáo an tường của vị lão sư tại chùa Chân Dung ở Ngũ Đài Sơn. Lễ trà tỳ của ông được diễn ra trong không khí trang nghiêm và đầy cảm xúc của hàng vạn tăng ni Phật tử. Mộng Tham lão sư được xem là một nhà sư đức cao vọng trọng, có trái tim nhân đạo. Ông dành cả đời để tu hành, thuyết pháp đại thừa, đài sen khắp năm châu, thu nhận vô số đệ tử và cầu nguyện cho tất cả chúng sinh. Nhiếp ảnh gia xinh đẹp ẩn cư 5 năm trên núi Trung Nam. Nhìn cô gái trẻ này, có ai ngờ được rằng cô đã một mình sống ở Trung Nam Sơn được 5 năm. Cuộc sống ở một nơi núi rừng hoang vắng đối với một thanh niên trai tráng còn khá vất vả. Không chỉ có khả năng bị thú rừng, người xấu tấn công, mà còn phải đối mặt với sự thiếu thốn lương thực và nỗi cô đơn đáng sợ. Quả không như dự đoán, chỉ một vài ngày sau khi cô đến nơi đây, cuộc sống thay đổi hoàn toàn và gặp những khó khăn vô cùng lớn. 5 năm trước, một người bạn mời cô cùng đi đến tham quan ngọn núi Trung Nam, hay còn gọi là núi Thái Ất, nằm ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Không ngờ rằng chuyến đi ấy đã để lại dấu ấn sâu đậm trong cuộc đời cô. Mặc dù lúc này cô đang là một cô gái trẻ trung xinh đẹp, nhưng ngay khi đặt chân lên Trung Nam Sơn, cô đã bị thu hút bởi vẻ hoang vu và bình yên nơi này. Như thể tâm hồn cô đã tìm được một đích đến thanh tịnh an yên. Sau 2 ngày cân nhắc kỹ lưỡng, cô kiên quyết rời bỏ thành phố ồn ào đến Trung Nam Sơn để sống một cuộc sống gần gũi với thiên nhiên. Bạn bè và những người thân trong gia đình không khỏi bất ngờ bởi quyết định đột ngột của cô gái trẻ. Sợ rằng đối với một cô gái thành thị, việc ở ẩn tại một nơi hoang vu thế này thật sự là một vấn đề lớn. Vị nữ ẩn sĩ trong video này là một nhiếp ảnh gia rất yêu thích nghệ thuật từ khi còn nhỏ. Năm 17 tuổi, mặc dù có niềm đam mê mãnh liệt với việc theo học và phát triển nghệ thuật, nhưng gia đình cô lại không đồng ý. Vậy nên cuối cùng, cô quyết định từ bỏ cơ hội học đại học và chuyển sang học nhiếp ảnh. Vào năm 2008, cô bắt đầu hành trình đến Bắc Kinh và Thâm Quyến để thực hiện ước mơ trở thành một nhiếp ảnh gia. Bắt đầu sự nghiệp với vai trò nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, làm việc tại một studio lớn. Nhưng không lâu sau, cô nhận thấy việc quay phim trong studio quá dập khuôn, thiếu tính mới mẻ và sáng tạo. Năm 2010, với niềm đam mê nghệ thuật và nhiệt huyết tuổi trẻ, cô gái này đã có một quyết định đúng đắn khi rời khỏi studio và bắt đầu hành trình đi tìm nghệ thuật của riêng mình. Cô bắt đầu đi du lịch đến nhiều thành phố khác nhau ở khắp Trung Quốc. Mỗi lần đến một thành phố nào đó, cô sẽ vừa tìm kiếm những trải nghiệm mới mẻ, vừa chụp ảnh cho khách du lịch
khi họ có nhu cầu. Bằng cách này, cô không chỉ có thể kiếm tiền, cô còn có thể thực hiện mong muốn, khám phá và hiểu biết của riêng mình về thế giới. Những điểm đến trong suốt cuộc hành trình của cô còn bao gồm hàng chục quốc gia ở Đông Nam Á. Với đam mê khám phá cùng năng lượng tuổi trẻ, cô cảm thấy phải sống một cuộc sống mà mình yêu thích. Trong những năm tháng đó, cô thực sự đã được hành động và theo đuổi những khát vọng bên trong mình. Cô liên tục đi đến những vùng đất mới và ghi lại những phong cảnh ở những nơi mình từng đi qua. Cho đến 5 năm trước, sau một thời gian dài tự do du lịch và chụp ảnh khắp mọi nơi, thì cuối cùng cô ấy đã tìm thấy đích đến thực sự của mình. Trái ngược với tính cách sôi nổi và tràn đầy nhiệt huyết của bản thân, cô gái này đã lựa chọn cho mình một cuộc sống yên tĩnh ở Trung Nam Sơn. Các ngọn núi của Trung Nam Sơn nổi tiếng khi là nơi ở ẩn của các ẩn sĩ đạo giáo từ thời nhà Tần. Sau đó, các tu sĩ Phật giáo bắt đầu sống ở vùng núi này khi Phật giáo du nhập vào Trung Quốc từ Ấn Độ trong những năm đầu của thế niên kỷ đầu tiên. Trong sự bao bọc của ngọn núi này, cô bắt đầu nhận ra khả năng tương thích bẩm sinh của mình đối với thiên nhiên nơi đây. Từ đó, cô trở thành một ẩn sĩ và trải qua từng ngày nơi đây với một cuộc sống theo đúng khuôn khổ trật tự. Mỗi ngày đều thức dậy vào khoảng 6 giờ sáng. Sau khi xuống giường, cô bắt đầu công việc đầu tiên trong ngày là tưới vườn rau, sau đó dọn phòng, tắm rửa và dành thời gian ngồi yên tĩnh đọc sách. Mặc dù cuộc sống một mình trên núi có thể khiến cho người ta có cảm giác cô đơn và thiếu sự giao tiếp với xã hội, nhưng nữ ẩn sĩ này lại tìm thấy niềm đam mê trong khung cảnh hoang sơ của nơi này. Đối với cô, mỗi mùa ở Trung Nam Sơn đều ẩn chứa một nét quyến rũ riêng. Chẳng hạn như cô có thể trồng rau vào mùa xuân, hái trái dại vào mùa thu. Ngoài những hoạt động đơn giản hàng ngày, cô cũng dành thời gian đi thăm các khu vực khác của dãy Trung Nam Sơn để thỉnh thoảng ghi lại những hiện tượng thiên nhiên kỳ thú. Ngoài ra, cô còn đến thăm những vị ẩn sĩ khác trên núi để trau dồi thêm những hiểu biết và kinh nghiệm trong cuộc sống. Thế nhưng đằng sau những điều đẹp đẽ này cũng ẩn chứa rất nhiều khó khăn. Ban đầu khi mới đặt chân đến nơi đây, cô đã gặp phải nhiều vấn đề. Vì không quen biết ai, cộng thêm việc sống một mình trên núi, nên sự im lặng về đêm làm cô cảm thấy có chút sợ hãi. Ngoài ra, nơi đây còn phải đối mặt với tình trạng mất điện, mất nước thường xuyên, khiến cuộc sống của cô gái trẻ trở nên vô cùng bất tiện. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất lại là tại nơi núi đồi hoang vắng này, không ai tìm cô chụp ảnh, khiến cô mất đi nguồn thu nhập nuôi sống bản thân. Không giống như một số người tu hành khác trên Trung Nam Sơn, thỉnh thoảng sẽ được người khác hỗ trợ. Trong hoàn cảnh này, cô chỉ có thể dựa vào chính mình và bắt đầu suy nghĩ về cách sinh tồn ở nơi đây. Bằng nhiều nỗ lực, cô đã tự tay cải tạo nơi này, ngày càng trở nên thích hợp hơn với cuộc sống. Bây giờ thỉnh thoảng cũng có một số người từ thành phố đến tìm cô để chụp ảnh. Mỗi năm, cô sẽ rời Trung Nam Sơn hơn nửa tháng để đến các thành phố khác chụp ảnh cho mọi người, nhằm giải quyết vấn đề tài chính của mình, hoàn toàn độc lập, không phụ thuộc vào nguồn tiếp tế nào. Những hình ảnh về đời sống hàng ngày của một nữ ẩn sĩ cũng được chia sẻ lên mạng. Qua những bức ảnh và những lời cô ấy viết, một số người xem đã cảm thấy Trung Nam Sơn thực sự rất đẹp. Tuy nhiên, khi thật sự đi đến nơi này, họ lại thấy thực tế không đẹp như những gì mình tưởng tượng. Có thể do họ chỉ nhìn thấy mặt tươi đẹp của cuộc sống trên núi qua những bức ảnh, mà không biết rằng thực tế còn rất nhiều thử thách ẩn giấu trong đó. Đối với cô mà nói, trong cùng một sự việc, cảm xúc của mọi người đối với cô và cảm nhận nội tại của cô ấy đều không giống nhau. Vậy nên phản ứng của mọi người khi thấy thực tế nơi đây không đẹp như trên ảnh cũng không còn quan trọng. Dù cô không phải là một tu sĩ hay Phật tử, nhưng với những chia sẻ tích cực, cô gái này đã khiến rất nhiều người trẻ tuổi hâm mộ. Bây giờ cô ấy đã thích nghi với cuộc sống núi rừng nơi này. Trước kia khi còn làm việc và sinh sống ở thành phố, tính cách của cô tương đối nóng nảy và luôn sẵn sàng cho mọi cuộc tranh luận. Nhưng hiện tại, qua 5 năm sống tại Trung Nam Sơn, ngày ngày cô được bao bọc bởi núi sông, hoa cỏ và cảm nhận được sự nuôi dưỡng của thiên nhiên, nên theo thời gian, tính cách của cô ngày càng trở nên ôn hòa và bao dung hơn. Mặc dù nơi đây còn rất hoang sơ hẻo lánh, nhưng cô cho biết bản thân không cảm thấy cô đơn khi sống một mình. Giống như cá được trở về với biển, cho đến nay cô chưa bao giờ nghĩ đến việc rời khỏi Trung Nam Sơn mà sẽ tiếp tục tận hưởng cuộc sống trọn vẹn nơi đây. Điều gì khiến đại sư Hoàng Nhất
chọn tu khổ hạnh sau 7 ngày gặp Ấn Quang Đại Sư. Vào gần 100 năm trước, Hoằng Nhất Đại Sư đã có một chuyến du hành đến núi Phổ Đà, tỉnh Chiết Giang để viếng thăm Ấn Quang Đại Sư, người được xem là hóa thân của Đức Đại Thế Chí Bồ Tát. Cùng đó thực hiện mục đích của mình là muốn bái Ngài làm sư phụ. Tuy nhiên sau khi ở đó, cùng tu hành với Ngài trong 7 ngày, Hoằng Nhất Đại Sư lại trở về. Và từ lúc đó, ông như biến thành một con người khác. Ấn Quang Đại Sư rốt cuộc đã nói với ông những gì? Vì sao ông lại có thay đổi lớn trong suy nghĩ của mình như vậy? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi hết video ngày hôm nay. Câu duyên biết đến Đại Sư Ấn Quang. Nói về Ấn Quang Đại Sư, ông nổi tiếng cả đời là một người trì giới tinh nghiêm, giữ mình rất kiêm ước. Đồ phục dụng tốt đẹp cùng thức ăn ngon quý người đem đến dâng, nếu không từ khước được cũng chuyển tặng cho những vị xuất gia khác, hoàn toàn không màng hư danh. Sống đời sống đạm bạc để trở thành một tấm gương sáng trong việc tu hành. Và ông được tôn là vị tổ thứ 13 của Tịnh Độ Tông. May mắn là Hoằng Nhất đã nhiều lần nhận được thư phúc đáp của Ấn Quang Đại Sư trước khi đến gặp Ngài đảnh lễ tại núi Phổ Đà. Từ rất lâu, hai vị đại sư đã cùng trao đổi thư từ với nhau, và hầu hết nội dung các bức thư của họ đều xoay quanh việc thực hành tu tập. Mỗi khi Hoằng Nhất cảm thấy bối rối, không thông về một vấn đề nào đó, ông sẽ viết thư với mong muốn nhận được lời khuyên từ Ấn Quang Đại Sư. Trước khi đến núi Phổ Đà, Hoằng Nhất đã xóa sạch những kinh thư do chính mình đã viết, và thậm chí trong một bức thư trước đó, ông còn nhờ Ấn Quang Đại Sư dạy mình cách viết kinh. Mỗi lần Ấn Quang Đại Sư nhận được thư từ Hoằng Nhất đều sẽ kiên nhẫn trả lời. Điều này khiến cho ông ngày càng cảm thấy Ấn Quang Đại Sư là người thực sự có thể khai sáng cho mình. Năm 1925, trong một bức thư gửi cho người bạn thân của mình là Hạ Diễn Tôn, ông ấy có viết rằng Ấn Quang Đại Sư là một trong những học giả tài năng đương thời. Nhưng có một điều khiến Hoằng Nhất thất vọng. Bởi trong một bức thư gần đây, ông đã trình bày mong muốn của mình là có thể bái Ấn Quang Đại Sư làm sư phụ. Nhưng Ngài lại không đồng ý. Sau khi bị từ chối, Hoằng Nhất đã nghĩ rằng có phải do bản thân chưa đủ chân thành hay không. Suy nghĩ nhiều đêm, vào ngày sinh nhật của Đức Phật A-di-đà, ông quyết định từ bỏ Tam Bảo và công đức tu hành suốt 7 năm. Sau đó, ông lại viết thư xin Ấn Quang Đại Sư nhận mình làm đệ tử, chấp nhận bắt đầu lại hành trình tu tập của mình. Kỳ lạ là lần này vẫn không hề nhận được lời hồi âm. Tuy cảm thấy vô cùng tiếc nuối vì không nhận được lời chấp thuận, thế nhưng ông không nản lòng, vẫn quyết định đích thân đến tìm Ấn Quang Đại Sư, xin người nhận mình làm đệ tử. Năm 1925, Hoằng Nhất mặc dù đã trở thành một nhà sư, nhưng lại đột ngột từ bỏ sự nghiệp tu hành suốt 7 năm của mình để đến núi Phổ Đà tìm Ấn Quang Đại Sư với quyết tâm bái sư tu hành mong cầu giác ngộ, mang theo trái tim chân thành cầu đạo đến núi Phổ Đà. Sau quãng đường dài, ông đã đến được chùa Pháp Võ, nơi tu hành của Ấn Quang Đại Sư. Nhưng một nhà sư đã nói với ông rằng Ấn Quang Đại Sư không muốn tiếp bất cứ vị khách nào, mặc cho Hoằng Nhất chân thành bày tỏ mong muốn của mình là được đại sư nhận làm đệ tử. Sau nhiều lần bị từ chối, thậm chí những đại sư trong chùa phớt lờ sự có mặt của mình, ông không rời đi mà chỉ kiên nhẫn ngồi chờ Ấn Quang Đại Sư phụ dưới một gốc cây lớn bên ngoài chùa. Mặc cho trời nắng như thiêu đốt, nhưng ông hoàn toàn không quan tâm, chỉ một lòng mong muốn Ấn Quang Đại Sư sẽ nhìn thấy sự chân thành của ông và động lòng, sau đó thu nhận ông làm đệ tử. Qua một thời gian dài, cuối cùng Hoằng Nhất cũng chờ được Ấn Quang Đại Sư. Ngài bước ra từ chùa Pháp Võ. Sau khi nhìn thấy Hoằng Nhất với gương mặt rạng nắng ngồi dưới gốc cây lớn đợi mình, liền dừng lại thăm dò ông ấy trong một lúc. Cuối cùng Ấn Quang Đại Sư khẽ gật đầu và tỏ ý muốn nhận Hoằng Nhất làm đồ đệ. Thời gian học tập tại đây đã trôi qua 7 ngày. Điều kỳ lạ là trong 7 ngày cận kề học tập, Ấn Quang Đại Sư chưa bao giờ mở miệng dạy Hoằng Nhất điều gì, mà chỉ đề cập đến những công việc ông cần một mình làm xong hàng ngày. Hoằng Nhất là một người điềm tĩnh. Ông ấy nghĩ rằng việc làm của Ấn Quang Đại Sư như thế này là phải đạo. Chỉ cần mỗi ngày ông đều cố gắng làm theo những lời nói và hành động của Đại Sư, càng nhiều càng tốt. Hoằng Nhất quan sát thấy những nhu cầu cơ bản hàng ngày của Ấn Quang Đại Sư rất đơn giản. Mỗi sáng, ông chỉ cần ăn một bát cháo lớn, thậm chí không cần có cải chua ăn kèm. Nhưng có một điều làm ông cảm thấy thắc mắc, vì sao mỗi lần Ấn Quang Đại Sư ăn xong đều dùng lưỡi của mình di chuyển quanh miệng bát
cho đến khi sạch. Và nếu đó là một bữa ăn hơi thịnh soạn hơn, Ấn Quang Đại Sư cũng sẽ đổ nước vào bát để tráng phần còn lại, sau đó tiếp tục ăn hết sạch sẽ. Mỗi khi ngày ấy làm điều này, đều cẩn thận và trịnh trọng, giống như đang ôm một vật nặng và tiến hành nghi lễ. Mặc dù Hoàng Nhất không hiểu ý nghĩa về hành động của Ấn Quang Đại Sư, nhưng vẫn tiếp tục làm điều đó mỗi ngày mà không dám hỏi nhiều. Nhưng đến ngày thứ 6, sau khi nghe ông khiển trách các đệ tử của mình, cuối cùng Hoàng Nhất cũng hiểu được ý nghĩa sâu xa đằng sau những hành vi kỳ lạ này. Khi một nhà sư ăn cơm nhưng lại để một vài hột cơm còn sót lại, nên đã bị Ấn Quang Đại Sư trách mắng. Ông nói rằng người này thật may mắn nhưng lại lãng phí thức ăn. Một vị khách hành hương đến chùa vì thấy trà đã nguội nên rót bỏ vào ống nhổ, cũng bị Ấn Quang Đại Sư lớn tiếng khiển trách. Lần này Hoàng Nhất cuối cùng đã hiểu rằng những hành động trắng bát sau mỗi bữa ăn hay khiển trách về việc vi phạm đồ ăn là tất cả lời dạy của Ngài. Đó là lý do tại sao mọi người trên thế giới nên trân trọng thức ăn. Đó là một phước lành may mắn trong cuộc sống. Chỉ bằng cách trân trọng phước lành, chúng ta mới có thể giữ được phước lành. Hoàng Nhất thầm thở dài trong lòng. Đến lúc này, ông đã hiểu tại sao Ấn Quang Đại Sư lại nhất định muốn sống một mình và làm mọi thứ một mình mà không cần nhờ ai giúp đỡ. Vào ngày thứ 7, Hoàng Nhất đã nói với Ấn Quang Đại Sư rằng cuối cùng ông đã hiểu phước lành không thể tận hưởng, bởi một ngày không xa, phước lành sẽ biến mất. Hoàng Nhất nhìn Ấn Quang Đại Sư mỗi ngày đều một mình quét nhà, tự lau đèn, tự giặt đồ, vân vân, mà không còn thắc mắc rằng đây vốn dĩ không giống việc mà một vị cao tăng phải làm. Sau chuyến đi đến núi Phổ Đà này, toàn bộ khái niệm về sự thực hành Phật Pháp của ông sẽ hoàn toàn thay đổi. Đại sư Hoàng Nhất thay đổi chỉ sau 7 ngày. Chỉ trong vòng 7 ngày ngắn ngủi lại có thể thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của một con người. Ấn Quang Đại Sư hiểu được lý do tại sao mọi người cần một cách tiếp cận và thực hành Phật Pháp phù hợp để có thể thực sự mang lại lợi ích. Hóa ra là Ấn Quang Đại Sư từng bị nhiều bệnh tật hành hạ khi còn là một cư sĩ. Trong một lần, ông ấy thậm chí còn nghĩ mình sẽ ngã bệnh và rời khỏi cõi đời này. Nhưng từ khi bắt đầu xuất gia tu hành, ông bắt đầu cuộc sống thanh tịnh hơn. Sức khỏe của ông đã được cải thiện một cách thần kỳ. Và thông qua sự thay đổi cơ thể này, Ấn Quang Đại Sư bắt đầu nhận ra rằng lý do trước đây ông bị bệnh tật hành hạ đó là vì hành động phung phí thức ăn của mình. Sau khi trở thành một nhà sư, ông bắt đầu trân trọng thức ăn. Vì thế, tất cả bệnh tật được loại trừ một cách tự nhiên. Ấn Quang Đại Sư tin vào nghiệp báo, sự phung phí đang giảm dần phước lành mà chúng ta thọ hưởng. Trong 7 ngày tu hành cùng Ấn Quang Đại Sư, tuy ông không dạy Hoàng Nhất bất cứ câu nào, nhưng Đại Sư đã giúp ông ấy hiểu được ý nghĩa của việc trân quý phước lành qua những hành động cụ thể. Sau khi tử biệt, Hoàng Nhất đã quyết định rằng anh ấy sẽ trở thành một nhà sư chân chính trong cuộc đời này. Từ nay trở đi, ông sẽ sống cuộc sống của một tu sĩ khổ hạnh mỗi ngày, xem đó là một cách thực hành Phật Pháp. Hoàng Nhất đã nói lời tạm biệt với Ấn Quang Đại Sư và xin Ngài cho một lời khuyên rằng ông sẽ dùng Phật giáo để cứu đời cứu người như thế nào. Sau khi nghe câu hỏi này, Ấn Quang Đại Sư cân nhắc một lúc và nói ra 4 chữ, đó là quy luật nhân quả. Thấy Hoàng Nhất có vẻ không hiểu, ông lại tiếp tục nói thêm, luật nhân quả là điều đơn giản nhất mà mỗi người cần biết. Việc làm hiện tại như thế nào thì trong tương lai sẽ có một kết quả tương tự như vậy. Nếu Hoàng Nhất muốn cứu lấy nền luân lý của thế giới, ông phải bắt đầu từ điểm này. Hoàng Nhất nghe xong lập tức hành lễ để cảm ơn. Sau 7 ngày tại núi Phổ Đà, Hoàng Nhất đã có những thay đổi lớn. Người bạn tốt của Hoàng Nhất là Hạ Diễn Tôn đã nói rằng khi gặp lại mọi người, ông dường như đã hóa thân thành một người hoàn toàn khác với trước đây, khiến người bạn thân Hạ Diễn Tôn cũng thấy cảm động. Trong thời gian trước, ẩn bên dưới vẻ ngoài tu hành của Hoàng Nhất là một ông chủ trẻ tuổi, cực kỳ chú trọng về vấn đề thực phẩm, quần áo và nhà ở. Nhưng lần này, ông ấy đã có một cuộc sống đơn giản cùng với một tập thể gần 50 nhà sư tại một ngôi làng nhỏ không mấy sung túc. Khi lần đầu nhìn thấy cảnh tượng như một ngôi làng này, Hạ Diễn Tôn không khỏi cảm thấy thất vọng. Nhưng Hoàng Nhất Đại Sư đã nói với bạn mình rằng những người ở đây đã đối xử với mình như một nhà sư thực sự. Việc ăn ngủ ở đây cũng rất thoải mái. Hạ Diễn Tôn đã đến trước mặt Hoàng Nhất và nói rằng
ông ấy đã thực sự khác với lúc trước. Làm sao ông có thể bằng lòng sống một cuộc sống bình dị và đơn giản như vậy? Nghe điều đó, Hoàng Nhất cảm thấy thật hối hận khi nghĩ lại khoảng thời gian trước đó. Người bạn Hạ Diễn Tôn đã 5 lần 7 lượt bày tỏ mong muốn rằng liệu ông có thể sống với Hoàng Nhất ở đây vài ngày không? Dưới sự chân thành của ông, Hoàng Nhất đã phải gật đầu đồng ý. Sau khi đến nơi ở của ông, người bạn đã nhìn thấy Hoàng Nhất đại sư sử dụng một chiếc khăn mặt đã bị sờn vải và đánh răng bằng một cây liễu gai. Thấy cảnh tượng này, Hạ Diễn Tôn đã tự tay lấy một bộ đồ vệ sinh cá nhân mới ra, định đưa nó cho ông. Nhưng Hoàng Nhất chỉ lịch sự từ chối và nói rằng cuộc sống của mình hiện tại là rất tốt. Hạ Diễn Tôn hiểu những thay đổi của Hoàng Nhất hiện tại sau khi nghe ông kể về cuộc sống ngập tràn cảm xúc sau 7 ngày vinh dự được sống với Ấn Quang Đại Sư. Nhưng Hạ Diễn Tôn chưa thực sự hiểu được liệu ông ấy đã nhận ra điều gì. Trải qua 20 năm sau khi chia tay Ấn Quang Đại Sư, Hoàng Nhất đã rất lưu tâm đến những người tị nạn từ chiến tranh. Ông tiếp nhận thêm người tị nạn và đối xử với họ một cách tôn trọng nhất có thể. Những chiếc ly bằng pha lê hay bạch kim mà trước đây ông cất công tìm kiếm và sưu tầm cũng đã được ông tự tay phá hủy. Hoàng Nhất đã thực sự nhận ra rằng bỏ ác làm phước chính là công đức lớn trong việc tu hành. 7 ngày trước khi Hoàng Nhất đại sư qua đời, một cư sĩ đã gửi thuốc ký ninh đến để điều trị bệnh sốt rét. Nhưng ông nhất quyết không chịu nhận với lý do là công đức của mình không đủ để có thể hưởng được phước lành này. Hoàng Nhất đại sư đã truyền cảm hứng đến cả thế giới cho đến tận ngày nay về việc ưu quý cơm ăn áo mặc, không phải vì tiền mà là vì quý trọng phước lành. Bởi những hành động quý trọng phước lành này là đang tích lũy phước đức cho mình. Trân trọng phước lành là đức hạnh ở một mức độ nào đó. Hoàng Nhất đại sư cũng rất trân trọng phước lành và đức hạnh của chính mình. Cả thế giới đều thấy được sức mạnh vĩ đại của ông ấy. Người đời sau xem ông là một trong 4 vị đại sư nổi tiếng thời cận đại, cùng với các ngài Ấn Quang, Hư Vân và Đế Nhàn. Ông có tài năng lý luận, chuyên tu tịnh nghiệp, cảm ơn đức đại sư Ấn Quang mà kế thừa pháp môn tu niệm Phật và Hoàng Dương Chánh Pháp ở thời kỳ Phật Pháp suy vi. Nhà sư thọ 122 tuổi, 6 năm sau khi qua đời, tóc của ông vẫn tiếp tục dài ra và trở thành một kim cương bất hoại. Đây là những hình ảnh quý giá của Lão Hòa Thượng Hải Hiền trước khi qua đời. Lúc này, ông đã thọ được 112 tuổi, nhưng vẫn cầm cuốc mỗi ngày để làm việc đồng áng. Mặc dù ông ấy di chuyển và hành động có vẻ chậm rãi, nhưng tất cả những công việc của nhà nông vẫn không làm khó được ông. Vị bách niên lão sư này không bao giờ cần đến sự chăm sóc của người khác. Cuộc sống chỉ cần tự cung tự cấp. Cuộc đời ông chỉ quanh quẩn trong những công việc tụng kinh niệm Phật, khai khẩn đất hoang và trồng trọt. Cả đời chỉ biết 4 chữ A-di-đà Phật. Nhưng cách ông nói chuyện hóm hình luôn gây bất ngờ cho người nghe bởi sự giác ngộ của mình. Suốt đời lấy khổ làm thầy, lấy giới làm thầy. Chỉ một câu A-di-đà Phật, ông đã niệm suốt 92 năm. Cho đến năm ông 112 tuổi, Hòa Thượng Hải Hiền vẫn có thể tự may vá bằng kim chỉ, vẫn có thể trèo cây hái quả. Ông còn có thể dự đoán được thời điểm mình viên tịch và yêu cầu những đệ tử chôn cất mình ở vùng đất phía sau chùa sau khi ông qua đời. Đến tận 6 năm sau khi ông mất, người ta vẫn thấy tóc ông có thể mọc, những mạch máu vẫn còn rõ ràng trong cơ thể bất hoại. Năm 1900, Lão Hòa Thượng Hải Hiền sinh ra trong một gia đình nghèo khó tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Ở thời kỳ khó khăn, khi người dân đang trong tình trạng khốn cùng này, thì việc lấp đầy được cái bụng đói của mình cũng là một điều may mắn, nên việc tiếp cận với sách vở cũng trở nên xa xỉ. Mẹ của ông là một đệ tử Phật giáo, kiền thành, và dưới ảnh hưởng của mẹ, tuổi thơ tăm tối khó nhọc của Hòa Thượng Hải Hiền cũng xem như có một tia sáng. Khi lên 20 tuổi, không may cha của ông đã qua đời và từ đó chỉ còn hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau. Bỗng một ngày, chàng trai đột ngột thông báo với mẹ mình rằng mình sắp xuất gia. Người mẹ khi nghe tin này thì vui buồn lẫn lộn bởi bà không muốn xa con. Nhưng khi nghĩ đến việc con mình đã có duyên với Phật, người mẹ rất hoan hỉ đồng ý với mong muốn này của ông. Lúc này, Hải Hiền vội vã từ biệt mẹ, khăn gói đi đến thiền tự Vân Đài ở núi Đồng Bách, xin được xuất gia và bắt đầu con đường tu tập của mình. Hàng ngày Hòa Thượng Hải Hiền phải làm những công việc nặng nhọc trong chùa, nhưng ông không bao giờ nản chí.
Từ khi xuất gia năm 20 tuổi, sư phụ của Hòa thượng Hải Hiền là lão hòa thượng truyền giới, lại chưa bao giờ dạy ông đả tỏa tham thiền, cũng không hề dạy ông thuyết pháp, mà chỉ yêu cầu ông học hỏi từ thực tế. Sau đó, ông chuyển cho 6 chữ hồng danh, Nam Mô A Di Đà Phật, và dặn ông niệm mỗi ngày. Chính vì một câu A Di Đà đơn giản này đã trở thành mục tiêu tu hành để lão hòa thượng Hải Hiền tu luyện cả đời. Sau khi được sư phụ chuyển dạy, trong 92 năm tu hành, ông đã đọc câu A Di Đà này bất kể ngày đêm, dù đang nghỉ ngơi hay đang làm việc. Ông đã thành tâm cầu nguyện với Đức Phật. Năm 1966, những tu viện lớn nhỏ đều bị chiếm đóng. Các nhà sư buộc phải hoàn tục và lao động kiếm sống khắp nơi. Trước tình hình này, lão hòa thượng Hải Hiền vẫn không buồn rầu hay chán nản. Ông buộc phải trở về quê nhà để làm việc. Nhưng cho dù ông đã rời khỏi chùa, trái tim ông vẫn một lòng hướng Phật. Ông ấy đã nói, cuộc sống là tất cả những gì chúng ta thực hành. Tuy ông phải về quê làm việc kiếm sống, nhưng vẫn thực hành Phật Pháp trong tâm. Lúc nào ông cũng niệm Phật và không bao giờ quên rằng mình là một nhà sư. Ông chỉ mong một ngày có thể quay trở lại ngôi chùa mà mình đã từng tu hành. Năm 1979, lão hòa thượng Hải Hiền cuối cùng đã nhận được một tin tốt lành là ông đã có thể quay lại chốn cũ. Lần này, ông quyết định sẽ gánh vác trọng trách trùng tu lại tu viện. Lúc ấy, ông đã tự mình làm tất cả, từ đào hố đến di chuyển gạch để lấp đầy những cái hố đó. Trong thời gian này, ông ấy đã đi nhiều đến mức rất nhiều đôi giày phải bỏ đi vì bị mòn đế. Không lâu sau, theo lời mời của đông đảo tín đồ, lão hòa thượng Hải Hiền đã đến đền Rinpoche và chủ trì việc xây dựng tại đây. Mặc dù Rinpoche chỉ là một ngôi đền nhỏ ở nông thôn, nhưng nó đã có một lịch sử lâu đời, vị trí tuyệt vời với môi trường hoàn toàn tĩnh lặng, rất thích hợp cho việc tu hành. Trong khoảng thời gian sau này, giữa lão hòa thượng Hải Hiền và chùa Lai Phật có một mối liên hệ không thể tách rời. Sau khi bị chiếm đóng, chùa Lai Phật đã bị phá hủy và các tu sĩ cũng lần lượt ra đi. Mặt sân lúc này tràn ngập cỏ dại. Lão hòa thượng Hải Hiền đã làm việc chăm chỉ cả ngày lẫn đêm để có thể hồi sinh ngôi chùa cũ này. Cuối cùng, bằng chính đôi bàn tay của mình và sự ủng hộ, hỗ trợ của vô số tín đồ, chùa Lai Phật đã khôi phục lại diện mạo ban đầu và ông cũng bắt đầu chuyển đến chùa để sống. Mặc dù là một nhà sư, nhưng mọi người lại thấy ông giống một lão nông dân hơn. Lúc này, chùa chiềng ở nơi hẻo lánh nên trong chùa không có thức ăn. Ông ấy đã tự mình cày ruộng. Đến mùa gặt, ông luôn mang những gánh lúa nặng trĩu gửi đến một số ngôi làng lân cận để phân phát cho người nghèo. Người dân địa phương rất cảm động về điều này và luôn tôn trọng ông. Lão hòa thượng Hải Hiền đã sống ở chùa Lai Phật qua nhiều thập kỷ. Cuộc sống của ông rất đơn giản và đạm bạc. Khi chiếc áo cũ đã sờn rách, ông tự mình dùng kim chỉ vá lại chứ không nỡ vứt bỏ. Ông sống và lao động không ngừng nghỉ cho đến lúc 112 tuổi. Mỗi ngày ông có thể làm tất cả công việc nặng nhọc như làm cỏ, sơ đất, chẻ củi, có khi là lên núi hái những quả hồng chín mọng, tặng chúng cho mọi người xung quanh chùa. Những việc này rất hiếm khi thấy một người già nào đã hơn 100 tuổi còn có thể làm được. Lúc ông 112 tuổi, trong một lần đến chùa Viên Minh, thấy cành cây si rũ xuống quá thấp, ông đã cầm rìu và cưa trèo lên cây để cắt tỉa chúng. Vào một ngày trong tiết Trung Thu năm 2012, khi lão hòa thượng Hải Hiền đang bổ củi, thì có một nhà sư bên ngoài xin ông giảng pháp. Ông đã từ tốn nói rằng mình không có gì để giảng dạy, chỉ cần thật tâm tu hành sẽ không có gì khó khăn. Chỉ sợ trái tim mình nản chí mà thay đổi. Chỉ cần một vài câu của ông đã khiến đám đông bên ngoài thán phục. Một lần khác, có một người thợ điện đến chùa Lai Phật để thu tiền điện. Lão hòa thượng Hải Hiền đã vô tình nói rằng tiền điện tháng này cao hơn tháng trước rất nhiều. Sau khi người thợ điện nghe nói, không biết vì hiểu lầm hay vì cớ gì, ông ta đã thẳng tay tát vị lão hòa thượng 2 cái. Nhưng hành động sau đó của hòa thượng Hải Hiền mới làm người ta nể phục. Ông vẫn thản nhiên làm việc và thanh toán hóa đơn điện. Sau khi tên thợ điện rời đi, một số người dân muốn dạy cho hắn một bài học, nhưng ông đã nói với họ rằng hãy quên chuyện đó đi. Anh ta đánh tôi chỉ như củ lét, có khạc nhổ vào mặt tôi cũng chỉ như là rửa mặt. Chúng ta là tu sĩ, hãy luôn rộng lượng, luôn nhớ rằng người nhân từ sẽ được bình an. Đến tháng 1 năm 2013, lão hòa thượng Hải Hiền có dự cảm rằng
thời gian của mình không còn nhiều. Ông nói với các môn đệ rằng mình sắp phải đi, nhưng không một ai tin vào điều đó. Họ nghĩ rằng ông chỉ vô tình nói đến điều này, vì đến tối hôm qua, ông vẫn còn làm việc ngoài đồng. Nhưng bất ngờ vào ngày 17 tháng 1, Lão Hòa Thượng Hải Hiền, thân không đau bệnh, đã an tường thị tịch. Sau đó, những đệ tử đã làm theo lời ông và an táng ông trong một chiếc chum lớn. Sau 6 năm lẻ 100 ngày sau, khi mở nắp chum, một hương thơm ngào ngạt lan tỏa. Đầu tóc, mạch máu hay lỗ chân lông của ông vẫn nguyên vẹn như một viên kim cương bất hoại. Điều này không có gì bất ngờ, rất phù hợp với tấm lòng thanh tịnh và trong sạch của ông. Lão Hòa Thượng Hải Hiền, 20 tuổi xuất gia, sư phụ chỉ dạy ngài một câu, A-di-đà Phật, dạy ngài phải luôn niệm. Ngài lão thật, nghe lời, thật làm. Câu Phật hiệu này đã niệm 92 năm. Câu tục ngữ, thiện thủy, thiện chung, chúng ta đã từng nghe nói, nhưng chưa từng thấy qua. Người đã có thể thiện thủy, lại còn có thể thiện chung không nhiều. Không ngờ chúng ta nhìn thấy ở ông. Nếu thấy video này ý nghĩa với bạn, đừng quên chia sẻ video cho bạn bè và người thân. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến tất cả các bạn.